chương 2101, hôm nay bổn cung bắn chim một. Dực nhân nhất tộc trừ trời sinh dị bẩm ra, còn lại đều là quang thuộc tính. Bọn chúng khinh thường làm bạn với nhân tộc, cũng khinh thường làm bạn với thú tộc, ở một khu vực gọi là quang giới ở thiên long địa vực, sinh tồn riêng biệt. Bọn chúng rất ít khi cho nhân tộc đi vào lãnh địa của mình, mà bọn chúng cũng ít đặt chân tới địa bàn nhân tộc. Thời điểm thượng cổ bọn chúng là chủng tộc cao ngạo, tự nhận là cùng dai không ai là đối thủ của bọn chúng, thế nhưng mà khi đó lại bị cao thủ hồn tộc chém giết tay không quay về. Khi đó bọn chúng trở thành địch nhân vốn có của hồn tộc. Chẳng qua khi đó dực nhân tộc còn phải đối mặt với địch nhân cường đại nhát, là ma hổ tộc khiêu khích, vẫn không có biện pháp hình thành cục diện không chết không ngớt với hồn tộc. Mà thời điểm tổ tiên dực nhân tộc tham dự vào cuộc chiến chu diệt hồn tộc, cũng bị tiêu diệt. Khi đó bọn chúng đã để bụng cổ thần khí của hồn tộc là Long Phượng Thần Cô, cực kỳ muốn chiếm làm của riêng. Đáng tiếc tới cuối cùng thất bại mà về, khiến nó biến mất trong hư không vô tận. Lúc này Long Phượng thần cô lại hiện ra, bọn chúng nhận được tin tức của ủ ảnh tộc cho nên lập tức hành động. Hôm nay Long Phượng thần cô gần trong gang tấc nên bọn chúng càng động tâm. Dưới ánh sáng màu lam chói mắt chiếu xuống không làm Lăng Tiếu bên này bị tổn thương gì, nhưng mà thần hồn phân thân của hắn Lăng Tiếu lại hiện ra. "Người nào?" Lăng Tiếu hoảng sợ nói ra, hắn xuyên thấu qua tầng tầng không gian che giấu phát hiện đám người đang ẩn nấp, thì ra là một đám điều nhân. Lăng Tiếu thầm mắng trong lòng trong trí nhớ truyền thừa của hồn phong thì lăng tiếu đương nhiên biết rõ đám dực nhân tộc này có chút bổn sự nhưng mà bọn chúng cao ngạo khiến người ta chán ghét dực nhân nhất tộc tại thời kỳ thượng cổ là dịch nhân không chết không thôi với ma hổ tộc bởi vì quang và ám chính là tử địch trời sinh sau này kim tộc tại thiên long địa vực quật khởi thì dực nhân tộc thu liễm cho nên ma hổ tộc cùng kim tộc mới đấu với nhau nhưng mà hai chủng tộc đối địch chủ yếu dựa vào trí tôn vượt qua vực môn thần hồn phân thân của lăng tiếu bị hiện ra lang nhân chỉ chịu đánh rốt cuộc tìm ra mục tiêu rồi hướng nhìn thấy có hai lăng tiếu giống như đúc thì lập tức hoài nghi hai người có phải song bào thai hay không cho dù thần hồn phân thân của lăng tiếu hiện ra thì hắn cũng không có lo lắng cái gì hôm nay hai lang nhân khác bị lăng cương tà đế cùng với đám người cuồng tăng chế trụ mà thần hồn phân thân cũ hắn tương đương với lăng nhân này một đánh một thì lăng tiếu cũng có tự tin chém lăng nhân này mà lang nhân này bị hắn đánh vào ót bị thương từ trước nếu không kịp chữa trị chỉ có đường chết mà thôi thần hồn phân thân của lăng tiếu tăng chiến lực lên vài chục lần cửu dương phần thiên quyền và hàng long trưởng luân chuyển đánh thẳng vào lăng nhân này nếu không phải trong tay lăng nhân này có bán cổ thần khí thì lăng tiếu xác định vững chắc đã đánh hắn chết từ lâu rồi mà hướng của dực nhân bên kia tên dực nhân gọi là kiều đặc cười lạnh nói chỉ có chút tài mọn này cũng có thể giấu giếm được đám ngu xuẩn kia sao đó là đương nhiên trước thiên thần chi quang của chúng ta thì những biện pháp ẩn hình không có ý nghĩa tên dực nhân mang theo cái nón màu lam cười nói Người này tên là Kiệt Sâm, tên còn lại là Kiệt Mẫu. Lúc này chân thân của Lăng Tiếu nhìn qua hướng của ba tên rực. Nhân này, trong tay su át hiện bồ đề thần cung, mũi tên cũng cầm trong tay, dùng tất cả lực lượng hội tụ vào mũi tên, từng đoàn hào quang hiện ra. Tên nhân loại này dám dùng tên bắn chúng ta, thật sự là chán sống mà. Kiệt đặc cười lạnh nói ra, cổ nhân bắn chim, dương cung cài tên. Dực nhân tộc ghét nhất là có người dương cung về phía bọn họ, giống như xem bọn họ là lũ chim bình thường. Ba tên dực nhân tộc này oán hận tới cực điểm, cho rằng Lăng Tiếu đang ô nhục bọn họ. Tạp trùng đáng chết, vốn định cho ngươi sống lâu một chút, xem ra lưu hắn không được." Kiệt Sâm tức giận nói ra. Thời điểm đám dực nhân này xông qua phía Lăng Tiếu thì Lăng Tiếu đã bắn tên. "Cổ nhân xạ nhật, hôm nay bổn cung bắn chim." Lăng Tiếu quát một tiếng, mũi tên trong tay buông lỏng. Xíu, u u, một đạo lục quang như lưu tinh bắn lên trời, nó ở trên không trung hiển hóa hào quang trong chớp mắt đã tới trước đám dực nhân. Không tốt, mau tránh ra. Kiệt đặc phản ứng nhanh nhất. Trong nháy mắt hắn né tránh như thiểm điện, tốc độ kia không chậm hơn bán thủy thần phong thuộc tính. Hai người khác cũng nhanh chóng né tránh. Lăng tiếu cười lạnh nói, tránh né sao? Mũi tên này của hắn lại quay ngược bắn thẳng vào kiệt sâm. Tên kiệt sâm vào lúc đã tránh thoát thì buông lỏng một hơi, bởi vì hắn có thể cảm ứng được lực lượng mũi tên ẩn chứa khí, tức khiến hắn run sợ. Nhưng hắn còn chưa thở được bao lâu thì lông tơ dựng đứng, hắn không chút suy nghĩ chuẩn bị chạy trốn lần nữa đáng tiếc lần này không kịp mũi tên này đã tập trung khí thức của hắn rồi bắn thẳng vào lưng của hắn ầm ầm kiệt sâm không kịp kêu thảm đã bị bắn thành cạn bã hai tên dực nhân còn lại kinh hô lên trong ánh mắt của bọn chúng đầy sợ hãi thực lực của kiệt sâm không kém bọn họ bao nhiêu không ngờ bị một mũi tên của đối phương bắn chết cây cung kia chắc chắn là bảo vật mũi tên dừng lại lăng tiếu nhanh chóng móc đan dược ăn vào lại lấy mũi tên ra và cài lên cây cung không tốt, vương tử, tạp trùng kia định bắn tên, kiệt mẫu hoảng sợ nói ra, thiên thần tộc chúng ta không có đạo lý lui bước, xem thiên thần thần chú của ta, kiệt đặc áp chế sợ hãi trong nội tâm của mình, quát lên một tiếng và hít sâu một hơi, đón lấy nhìn qua lăng tiếu hét lên chối tay, tư tư, âm thanh này giống như kim loại va chạm vào nhau, làm cho người ta nghe thấy rất khó chịu, giống như cắt vào tim của mình, lăng tiếu vừa mới chuẩn bị bắn tên nhưng đột nhiên nghe âm thanh này thì cảm thấy ngũ tạng đau đớn khí thế giảm đi không ít cũng may hắn tu luyện cổ hoàng thần công sắp tới cảnh giới hoàn mỹ cơ hồ tất cả tạng phủ đều cứng rắn như thần khí cũng không có bị bao nhiêu tổn thương đổi lại là thần vương khác chỉ sợ là muốn mạng người rồi vào lúc khí thế lăng tiếu yếu thì hai tên dực nhân đã lao qua phía hắn hai đạo hào quang ẩn chứa quang thuộc tính đồng đâm đánh tới mẹ khiếp lăng tiếu thầm mắng một tiếng thu hồi bồ đề thần cung lập tức tránh né thần hồn phân thân của hắn lúc này đã đánh bại tên lang nhân kia rồi lăng tiếu lập tức thu hồi thần hồn phân thân lại hắn biết rõ muốn đối phó hai dực nhân này phải dùng thần hồn công kích mới được chỉ tiếc hồn lực công kích của hắn còn chưa xuất ra đối phương công kích mạnh mẽ đã tới thiên thần chi quang vĩnh hàng chục phóng thiên thần chi quang hào quang vạn trượng từng đạo thần quang bắn tới không gian bị quấy lên không ngớt bất luận là cái gì rơi vào trong đó cũng bị không gian loạn lưu xé nát Chương 2102, hôm nay bổn cung bắn chim. 2. Từng đạo thần quang mang theo lực lượng không gì sánh được bắn tới, từng đạo hào quang này có thể đánh nát ngôi sao. Đối diện công kích như thế, Lăng Tiếu không thể tránh né, chỉ có thể cho thần hồn phân thân đi ra, đem hết toàn lực ngăn cản những lực lượng này. May mắn Lăng Tiếu ở Huyền Linh đại lục thực lực tăng lên, thần hồn cũng được lợi, hơn nữa còn có thể tăng phúc mấy chục lần chiến lực, Lăng Tiếu muốn ngăn cản công kích của hai dực nhân này vẫn có thể nhưng mà hồn lực tiêu hao thật nhiều lăng tiếu vốn định lợi dụng lúc này cho chân thân lui ra xa dùng mũi tên bắn chết một tên dực nhân nhưng mà hai tên dực nhân không cho ý định của lăng tiếu thực hiện được tên kiệt đặc đối phó phân thân của lăng tiếu nhìn qua kiệt mẫu quát người đi đối phó tạp chủng kia cần phải đoạt lấy thần cung kia giọng của hắn vang lên tên kiệt mẫu cũng nhanh chóng lao qua phía chân thân lăng tiếu bên này bất đắc dĩ lăng tiếu đành phải đối chiến mà thôi trong lòng của hắn chỉ kỳ vọng thần hồn phân thân nhanh chóng tiêu diệt tên dực nhân kia bởi vì thần hồn phân thân còn cường đại hơn chân thân nhiều phần thắng là khá lớn sau đó lăng tiếu lâm vào cục diện rằng co một phương khác là lăng cương tà đế cuồng tăng đang cùng đối phó hai tên bán thủy thần lăng nhân chiến lực của bọn họ tuy bất phàm nhưng có thể sinh ra một ít uy hiếp với bán thủy thần nhưng mà bán thủy thần chính là thú nhân nhất tộc sau khi biến thân chiến lực tăng mạnh bọn họ rơi vào kết cục xấu trong đó có không ít người bị hai tên bán thủy thần chém giết, bọn họ có hơn 30 người chỉ còn lại 8 người cường đại nhất, mà 8 người này bị thương trình độ khác nhau, tình huống không thể lạc quan. Mà bán thủy thần và thần vương đỉnh phong có khác nhau quá lớn, bọn họ từ lực lượng và tốc độ vượt xa thần vương đỉnh phong, chớ nói chi là bán thủy thần có thể tăng chiến lực. Đám người lăng cương đánh lâu như vậy cũng chứng minh bản thân rất cường đại. Nhưng mà hai lăng nhân phát hiện lăng tiếu bị dực nhân vây công, cũng cảm thấy thức ăn tới miệng bị đoạt, bọn chúng càng tức giận nhưng mà bọn chúng cảm thấy khí thức ba đồng bạn đã biến mất bọn chúng hoài nghi có phải là chuyện tốt do đám dực nhân làm hay không người tiêu diệu bọn chúng ta đi qua bắt giết tiểu tử kia tuyệt đối không thể bình tiện cho cho đám điều nhân được tên lang nhân thủ lĩnh kinh hô một tiếng cầm theo lang nha bổng lao qua phía lăng tiếu bên này tà đế muốn ngăn cản đối phương lại phát hiện căn bản không theo kịp tốc độ của người ta hữu tâm vô lực lão lừa chọc có tuyệt chiêu gì dùng đi trước hợp lực tiêu diệt thằng này tà đế nhìn qua cuồng tăng quát lên khi giọng nói của hắn vang lên, toàn bộ ngũ sắc thần quang của tài đế toàn bộ nổ tung, tất cả lực lượng tập trung vào tử kích. Cuồng Tăng, Lăng Cương và những người khác dốc sức liều mạng một kích. Nếu như không đánh chết lang nhân này thì bọn họ phải chết. Về phần những thánh thú đang chiến đấu bên kia, Thập Tam Thái tử cùng với bại gia tử thể hiện uy áp thần thú, hợp kích với vài đầu thánh thú, dùng ít đánh nhiều, đánh cho đám lang vương cùng gấu chó thất linh bát lạc. Bại gia tử nhìn qua Thập Tam Thái tử quát, thập tam thái tử ngươi đi chợ giúp lão đại, chỗ này có ta. Hôm nay đám lang vương cùng gấu chó bị uy thế hai đại thần thú đánh lui, khiến cho chiến lực của chúng bị hạ thấp không ít, bị thập tam thái tử cùng. Bại gia tử giết nhiều, trong đó con thánh thú cường đại nhất cũng không may mắn thoát khỏi. Cho nên bại gia tử bây giờ đã không sợ mấy con thánh thú này, huống chi nó còn có đằng xà vương và các thánh thú khác tương trợ, để thập tam thái tử đi chợ lăng tiếu một tay là thời cơ tốt nhất. Thập tam thái tử mặt không biểu tình, nó biết rõ chuyện này khẩn cấp, long thân quét qua đánh bay một con gấu chó, sau đó lao qua hướng của lăng tiếu bên này. Nó chỉ có thực lực thập giai cao giai, nhưng mà nó có thể tăng chiến lực lên gấp trăm lần, long châu hiện ra thì uy lực có thể so sánh với bất cứ nửa thủy thần nào khác. Nó trực tiếp lao qua kiệt mẫu, trợ lăng tiếu giảm áp lực. Tên lăng nhân kia cũng gia nhập chiến đấu, thẳng đến khi lấy thủ cấp của lăng tiếu mới thôi. Từ kịch chiến bên này thiên địa bị tàn sát bừa bãi, lực lượng văng tung tóe, không gian loạn lưu không ngừng hiện ra. Kiệt Mẫu và Thập Tam Thái Tử đánh nhau, mà chân thân của Lăng Tiếu lúc này đấu với Lăng Nhân thủ lĩnh, lúc này Lăng Tiếu cũng buông lỏng không ít, thực lực của Lăng Nhân sánh ngang Kiệt Mẫu, thế nhưng mà tốc độ của hắn không nhanh bằng Kiệt Mẫu, cũng cho Lăng Tiếu có không gian né tránh. Nhưng mà Lăng Tiếu biết rõ tiếp tục như vậy thì không ổn. Thần hồn phân thân của hắn bên kia không cách nào làm gì Kiệt Đặc, chiến lực của đối phương rất mạnh, cho dù hắn tăng chiến lực lên cũng chỉ sánh ngang đối thủ mà thôi, quả thật không hổ là cổ tộc cường đại xem ra không ra tay hung ác là không được. Lăng Tiếu liều mạng với Lăng Nhân vài lần, thân hình không ngừng lui lại và huyết dịch bắn ra không ít. Lúc đối phương truy kích, Lăng Tiếu xoay người lao qua hướng thần hồn phân thân. Tên Lăng Nhân kia quát lên, Người thoát được sao? Ngoan ngoãn giao thần cô ra đây, ta sẽ lưu tàn hồn cho ngươi." Lăng Nhân đuổi theo phía sau, Lăng Nha bổng không ngừng nện tới, không gian loạn lưu không ngừng trùng kích Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ăn thần đan khôi phục được chút thần lực nên tăng tốc độ lên, rốt cuộc cũng đi tới bên cạnh thần hồn phân thân, trong nháy mắt chân thân và thần hồn đổi vị trí cho nhau. Chân thân đấu với kiệt đặc, mà phân thân đánh với lang nhân. Sở dĩ hắn làm như vậy là, bởi vì chân thân của hắn miễn cưỡng ngăn cản được điều nhân công kích, mà phân thân của hắn có thể diệt sát lang nhân. Thần hồn phân thân đấu với điểu nhân không có hiệu quả, nhưng mà có hiệu quả với lang. Điểu nhân và lang nhân không hiểu ý của lang tiếu. Điều nhan còn cho rằng thực lực lăng tiếu yếu đi thì cao hứng, Hắn xem ra muốn bắt Lăng Tiếu là chuyện dễ dàng. Quang thuộc tính của hắn đánh lên người Lăng Tiếu, ép Lăng Tiếu trật vật không chịu nổi, trên người có không ít vết thương. Nếu như đổi là Thiên Thần Vương khác đã sớm chết dưới công kích này rồi, mà Lăng Nhân thì muốn tiếp tục truy kích Lăng Tiếu, nhưng lại phát hiện đổi thành Lăng Tiếu giống như đúc, thì ưu thế biến mất không còn lại gì. Mà Lăng Tiếu thì bị Điểu Nhân vây giết, hắn muốn tiếp tục truy sát thì gặp do dự một chút vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong lòng của hắn nghi hoặc rõ ràng là hai người giống nhau nhưng mà vì sao một người đã biến mất thật kỳ quái đầu óc của lang nhân vẫn không thông minh nhưng không có nghĩa là chúng ngu hắn càng không ngừng chú ý tới tình huống bên này tùy thời chuẩn bị ứng biến đột kích nhưng mà thần hồn phân thân của lăng tiếu đã tiềm ẩn bên cạnh hắn hắn vẫn không hề phát hiện nắm tay của lăng tiếu đã tới trước mặt của hắn hắn mới cảm giác đau đớn chương 2103 địch thủ thảm bại nhưng mà kế tiếp không chỉ đau đớn đơn giản như vậy lăng tiếu nhanh chóng giải quyết gấp nguy cơ trước mặt một quyền này mang theo tất cả lực lượng của hắn, quyền ý cũng tăng lên tận cùng, mỗi một quyền đều mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, thế phải đánh bại lang nhân trước mặt này. Bang bang, lang nhân này cũng vận chuyển phòng ngự lên cao nhất, nhưng mà gặp phải đối thủ cùng giai công kích vẫn đánh đầu sói của nó biến hình. Hắn cầm lang nha bổng phản kích lần cuối, đánh qua bốn phía. Lang tiếu bứt ra phía sau, một đạo chỉ mang trong nháy mắt đánh thẳng vào lang nhân. Ngao ô, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một chỉ này xuyên qua mắt của hắn, hắn đau tới mức che mắt gào lên. Hắn đã sợ tới tan hồn táng đảm, lập tức giống như con ruồi không đầu bay loạn. Lăng Tiếu không muốn lãng phí thời gian truy kích hắn, chân thân bên kia đã bị ép thảm rồi. Trong tay đối phương là một quang minh thần trượng bán cổ thần khí, hơn nữa tốc độ không chậm hơn hắn, sắp đánh nát thân thể của hắn. Ha ha, kim tộc người bất quá như thế mà thôi, ngoan ngoãn cho ta nhận lấy cái chết. Kiệt đặc lúc này lăng nhục lăng tiếu thì cười như điên, trong nháy mắt thần hồn phân thân của lăng tiếu oanh kích thì kiệt đặc đối diện chấn động trong nháy mắt kiệt đặc bị đánh phát mộng hắn lúc trước dùng thiên thần chi quang chiếu nguyên hình thần hồn phân thân của lăng tiếu thời điểm này hắn đắc ý quên hình thì quên đi đối phương còn một phân thân hỗn đản đáng chết thiên thần chi quang kiệt đặc lúc này phản ứng nhanh chóng đôi cánh của hắn mở ra và bay lên cao sau đó mắng một tiếng lại dùng thần quang chiếu gọi thần hồn phân thân của lăng tiếu nhưng mà lăng tiếu bây giờ bày ra thân hình thì dùng thực lực thần hồn phân thân đấu chính diện cũng không sợ điều nhân này. Lăng Tiếu cũng không có dùng hai đánh một, mà là cho phân thân tiếp tục đấu với điều nhân này. Chân thân cũ hắn cầm cung tên ra, ta sẽ cho các ngươi cảm thấy thế nào là tuyệt vọng. Lăng Tiếu lại ăn thần đan, lại cải tên lên dây cung. Khí tức của hắn tỏa định kiệt mẫu đang đối chiến với thập tam thái tử. Ngay sau đó mũi tên rời cung, mũi tên như lưu tinh phá tan không trung, bắn thẳng vào điều nhân này. Điều nhân này đang toàn lực ứng phó thập tam thái tử chờ hắn phát hiện bị bắn thì không kịp trở tay. Không, cút cho ta. Kiệt mẫu quát một tiếng, hắn huy động thần khí của mình ngăn cản mũi tên. Oanh long, lực lượng thần vũ tiễn vang vọng. Thần khí của điều nhân này bị bắn nát, nhưng hắn có thể trốn qua một kiếp, chỉ bị bắn nổ tung nửa người, thụ thương rất nặng, nhưng mà vẫn còn khôi phục được. Thiên thần chi quang hồi thiên chi thuật. Điều nhân này sinh mệnh lực rất kinh người, trong nháy mắt ngâm một tiếng, lúc này một đạo hào quang bao phủ quanh người, thân thể bị hủy hoại cũng khôi phục nửa thân thể bị nổ nát đang khôi phục với tốc độ mắt thường nhìn thấy được. Lăng Tiếu nhìn thấy cảnh này thì kinh hô lên. Khôi phục nhanh như vậy. Dực nhân tộc từng là túc địch của ma hổ tộc, là cổ tộc số một số hai của thiên vực, không có một chút át chủ bài lại sao có thể cao ngạo được. Nhưng mà hắn quên trước mặt hắn là chân long đang gào thét. Thân thể của hắn đang khôi phục, tuy nói tốc độ khôi phục không chậm hơn kim tộc cổ hoàng thần công, thậm chí còn nhanh hơn vài phần, nhưng hắn không trốn được vận mệnh bị thập tam thái tử nuốt sống. Giải quyết một điều nhân, lăng tiếu tiếp tục gọi mũi. Tên quay về. Hắn nhìn qua thập tam thái tử hô, thập tam đi chợ những người khác, diệt sát lăng nhân bên kia. Ở hướng bên kia, chỉ có gã lăng nhân đang áp đám người lăng cương, tà đế, cuồng tăng không thở nổi. Nếu như thập tam thái tử gia nhập thì khác liền. Mục tiêu của lăng tiếu chỉ còn lại điều nhân cuối cùng, hắn muốn chơi chết tên điều nhân này. Nhưng mà tên điều nhân này phát hiện khí tức của đồng bạn biến mất, thần sắc trở nên ngưng trọng đã có ý muốn trốn. Tên kim tộc này cầm cung thần gì, chẳng lẽ là bồ đề cung thần hoặc là xạ nhật thần cung trong truyền thuyết sao? Kiệt đặc lo lắng nói thầm trong lòng. Trong tay hắn cầm bán cổ thần khí, cũng chỉ có thể đánh ngang tay với phân thân của lăng tiếu, nếu đối thủ lại bắn tên hắn không tránh được. Quả nhiên thần lực của lăng tiếu rót vào mũi tên, dương lên lần nữa. Kiệt đặc sợ hãi mất vía, hắn toàn lực đánh bay thần hồn phân thân của lăng tiếu, trong miệng kinh hô, dám giết thiên thần tộc của chúng ta, dù ngươi là người kim tộc cũng chết không yên lành nói xong hắn mở cánh ra hắn nhanh chóng xuyên qua hư không chạy đi ai biết rõ hắn vừa mới chạy trốn thì khí thế chân thân của lăng tiếu đã yếu đi toàn thân hư thoát thần hồn phân thân của hắn cũng tiêu hao không ít cả hai vội vã hợp nhất lăng tiếu móc thần đan ra ăn vào bắn liền hai mũi tên khiến lăng tiếu không chịu nổi mỗi một mũi tên đều hao hết thần lực của hắn lăng tiếu biết rõ muốn liên tục dùng bồ đề thần cung ít nhất phải đạt tới chính trí tôn chính thức khi đó mới không sợ tiêu hao thần lực bởi vì bồ đề thần cung chính là cổ thần khí, thần vương có thể kéo cung hai lần đã là quá tốt rồi. Sau đó tên lang nhân còn, lại khi thập tam thái tử gia nhập đã hợp lực làm thì tên này. Đám thánh thú còn lại cũng bị diệt sát hoàn toàn không thừa lại. Đối phương chỉ có một lang nhân một điểu nhân chạy thoát, mặt khác hoàn toàn chết hết, mà lăng tiếu bên này chết 22 người. Chỉ còn lại có 8 người cùng với thập tam thái tử cùng bại gia tử. Về phần vân mộng kỳ, cùng ngọc nhu phỉ thì được tài đế cùng cuồng tăng tận lực bảo vệ nên trọng thương may mắn chỉ bị thương thân thể, hoàn toàn có thể phục hồi, nếu bị thương đầu thì lớn rồi. Lăng tiếu nhìn qua những đồng bạn chết đi, nhìn qua nữ nhân của mình trọng thương, hắn bị lửa giận thiêu đốt. U ảnh tông, thú nhân tộc, dực nhân tộc, chờ sau khi ta đột phá trí tôn, tuyệt đối sẽ diệt đám tạp chủng các ngươi trước tiên. Lăng tiếu hạ quyết tâm trong lòng. Nếu như không phải u ảnh tộc truyền tin tức hướng có long phượng thần cô, cho chủng tộc khác, lăng tiếu không có hận bọn chúng như vậy, những cổ tộc bình thường vẫn ẩn thế cũng không xuất hiện, cho nên Lăng Tiếu không thể không mang tất cả ân oán ném lên đầu của ổ ảnh Tộc. Lúc này Lăng Cương mang theo thân thể bị thương tới bên cạnh Lăng Tiếu nói: Tiếu thúc, việc này Kim Tộc chúng ta không thể tính toán như vậy a. À. Kim Tộc bọn họ hoành hành tại Thiên Long, địa vực rất ít khi gặp chuyện bị tập kích chết nhiều người như thế. Hôm nay chết nhiều tộc nhân như vậy, tuy nói có không ít là chi thứ nhưng bọn họ chính là mặt mũi của Kim Tộc, chuyện này đã tổn thương mặt mũi Kim Tộc, phải làm ra hành động, bằng không về sau Kim Tộc không còn chút uy tín nào nữa. Yên tâm, bọn chúng đã dám nhảy ra thì phải thừa nhận lửa giận của ta. Lăng tiếu trịnh trọng nói ra. Lăng tiếu ngoài miệng nói thế, nhưng mà hắn quyết định không dính dáng tới trong tộc, chuyện. Hồn tộc không nên bộc lộ ra. chương 2104, hội nghị trong tộc. Tiếu nhi, vì sao ngươi đắc tội nhiều cổ tộc như thế? Không ngờ toàn là bán thủy thần thú nhân, mẹ kiếp, thật sự là không dễ đối phó. Tà đế toàn thân đầy máu đi tới trước mặt lăng tiếu hỏi. Cuồng tăng thì cười nói, hắn còn không phải gây chuyện như ngươi sau, chắc là thu được thần khí gì đó bị người ta giỏng ngó. Sư phụ, nhạc phụ nói vậy không sai, ta từ loạn táng không gian đạt được nó, đúng là thần vật đám người kia muốn đạt được. Lăng tiếu chỉ chỉ long phượng thần cô nói ra. Với thân nhân của mình hắn không giấu giếm quá nhiều, miễn cho bọn họ lo lắng. Kỳ thật bọn họ đã sớm chú ý tới long phượng thần cô trên đầu lăng tiếu rồi, nhưng bọn họ không biết là thần vật gì. Bây giờ nhìn thấy bán thủy thần tấn công muốn giết lăng tiếu, bọn họ rốt cuộc khẳng định thần cô của lăng tiếu không phải thứ bình thường, chuyện này không nên chạm trễ chúng ta lập tức quay về mới được nói không chừng còn có người khác muốn ra tay với chúng ta lăng cương nói lăng tiếu gật đầu nói đi việc này sớm muộn gì cũng tính toán với bọn chúng lăng tiếu biết rõ chuyện này vội vàng không được phải ổn định trước mới được bắt đầu mượn đường thạch thiên thành nhanh chóng quay về thiên long môn đám người lăng tiếu vừa đi không bao lâu u ảnh tộc bán thủy thần cũng đi tới nhưng mà bọn chúng chậm một bước không có biện pháp biết rõ kết quả chiến đấu lần này nhưng mà nhìn thấy tàn chi trên mặt đất, trong đó càng phát hiện thi thể lang nhân, hùng nhân, bọn họ xem ra thú nhan tộc ăn thiệt thòi lớn rồi. Đám người u ảnh tộc lúc này nhanh chóng quay về trong tộc cấp báo. Việc lần này bán thủy thần thú nhân tộc chết đi, có thể thấy thực lực đối phương không đơn giản như bề ngoài, khả năng còn có kim tộc phải bán thủy thần tới. Bọn họ phải sớm có chút ít, nếu kim tộc thật muốn ra tay thì bọn họ không tốt. Trên đường đi đám người lăng tiếu bị một đám người nhảy ra, nhưng mà không cường đại như nhóm đầu tiên, bọn họ chúng đi theo dõi lăng tiếu căn bản không dám ra tay với đám người lăng tiếu đám người lăng tiếu không xác định là người của tộc nào cũng không có ra tay đối phó đám người lăng tiếu nhanh chóng lên đường rất nhanh đã trở về tới thiên long môn trước cửa tông môn cường đại nhất thiên long địa vực thì không có kẻ mù nào nhảy ra làm càn bởi vì trong thiên long môn còn có trí tôn tiếng tăm lừng lẫy trong thiên long địa vực này không có thế lực nào dám khiêu khích bọn họ lăng tiếu trở lại tông môn thì đầu tiên là quay về trong tộc có một số chuyện phải nhanh chóng quyết định lăng tiếu vừa đi vào không gian trận lăng phi đại lão đã đi ra đón tiểu tử ngươi cuối cùng cũng quay về gấp chết ta lăng phi nhìn lăng tiếu kinh hô ngũ ca ngươi xảy ra chuyện gì thế lăng tiếu nhìn lăng phi hỏi còn có thể là chuyện gì đương nhiên là chuyện của lão tổ tông tộc trưởng đang chờ ngươi thương lượng đấy lăng phi nói ân ta cũng trở về kịp không dám chậm trễ đại sự lăng tiếu ứng một tiếng nói với lăng phi sau đó đi vào hội nghị Lăng Tiếu đi vào hội nghị nhìn các trưởng lão kim tộc đang tụ tập ở đây, đồng thời còn có mấy người mà Lăng Tiếu chưa gặp mặt, xem ra là những người thế hệ trước. Bọn họ bình thường sẽ không hiện ra, nhưng chuyện lớn liên quan tới lão tổ tông thì không thể không đi ra. Lăng Tiếu lúc này tiến lên thi lễ. Tộc trưởng Lăng Bác nói, Lăng Tiếu, ngươi nói chuyện lão tổ tông một lần đi. Không quản Lăng Phi đã bẩm báo với bọn họ, nhưng mà bọn họ muốn nghe đương sự nói một lần, dùng xác định tiếp theo nên làm thế nào lăng tiếu không chút hoang mang hắn nói làm sao tìm được lão tổ tông lại nói lại lời của lão tổ tông không lọt một câu mọi người nghe xong thì biết rõ lăng phi không nói khác bao nhiêu đại trưởng lão lăng khâu nói việc này là lão tổ tông nghĩa khí tận trời rồi dù sao huyền linh đại lục tiêu vong là chuyện sớm muộn hắn còn làm như vậy thật sự là không đáng lăng khâu nói ra tâm tư của người khác bọn họ âm thầm gật đầu trong mắt của hắn thì những người bình thường không đáng để mắt tới mà tính mạng của lão tổ tông vô cùng chân quý đường đường trí tôn tóc người ai mà không phải tồn tại cường đại nhất sao có thể vì những người bình thường mà mất đi tính mạng quá không tính toán lúc này lăng vệ lên tiếng nói các người nan đạo còn không hiểu tính tình của lão tổ tông sao hắn ngừng lại một chút và nói thêm lão tổ tông tính tình hiền lành lại là người cực độ hoài niệm hắn nói chuyện này không gì là muốn chúng ta mang thủy nguyên thạch ra bố trí thủy nguyên đại trận để huyền linh đại lục khôi phục sinh cơ đó là tổ địa của chúng ta nếu quả thật có thể làm như lão tổ tông nói chúng ta nói không chừng có một ngày sẽ quay về tổ địa đấy không sai vệ đệ lời này đúng là tính tình của lão nhân gia lão nhân gia ông ta là người hiền lành người bình thường không quá mức với hắn hắn đều khinh thường đi đối phó người khác nhớ kỹ lúc trước ta phạm tội thiếu chút còn bị xử phạt đều là lão tổ tông cầu tình thay ta lão nhân gia ông ta là người thiện lương nhất trong tộc chúng ta đây là nhược điểm của hắn nhưng bởi vì tính tình như thế nên hắn mới cường đại như vậy một tộc nhân kim tộc khác nói ra những người khác nghe xong cũng tán đồng Tộc trưởng Lăng Bác nói, chẳng phải lão tổ tông yêu cầu tìm 9 thủy thần thạch hay sao? Trong năm nay chúng ta phát tin tức ra, thế nhưng mà không thu được khối thủy nguyên thạch nào a. À? Người kim tộc chúng ta chỉ có kim thủy nguyên thạch, còn thiếu 8 loại khác. Muốn tìm được không dễ. Còn thể tìm được các loại khác, nhưng mà cái giá phải trả không nhỏ." Một lão giả kim tộc nói. "Bất kể như thế nào, lão tổ tông đã yêu cầu làm như vậy, chúng ta nên tận lực đi làm, dù sao còn có một chút thời gian, nếu như thật sự không tìm được cho dù chúng ta cường lực đi phá hoại cũng phải cứu lão tổ tông ra có người kiên định nói ra lời hắn nói mọi người cộng minh nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì bọn họ sẽ không trái ý lão tổ tông lăng tiếu nghe thấy bọn họ thảo luận trong lòng cũng buông tảng đá lớn xuống lão nhân gia là trí tôn mạnh mẽ là người nói một không hai bây giờ tin tưởng tìm thủy nguyên thạch không phải vấn đề gì nhưng mà thông qua bọn họ thảo luận lăng tiếu lại nghe ra một vấn đề khác chính là tìm thần trận sư bố trí thủy nguyên trận Tại thiên vực đúng là có thần trận sư, nhưng là thần trận sư đỉnh cấp chỉ có hai ba người mà thôi, mà bọn họ mỗi người đều vô cùng cao ngạo, cũng là trí tôn thấy đầu không thấy đuôi, muốn cầu bọn họ thì không nghi ngờ còn khó hơn lên trời. Nhưng mà việc này không thể không làm, cho nên bọn họ cũng phải đi làm. Một phương diện khác là dùng vật đổi vật, ai có thể cung cấp thủy nguyên thạch, kim tộc sẽ trả giá trao đổi, cho dù biết rõ tin tức thủy nguyên thạch cũng thu được ban thưởng cao. Một phương diện khác là phái người, đi vào ngoại cực tìm thủy nguyên thạch, Chương 2105, lại gặp đinh cô độc một. Ngoại vực nằm bên ngoài 9 tầng trời, xuyên thẳng qua bình chướng không gian đi vào hư không, chỗ đó có rất nhiều không gian đại lục, có sinh mạng, không có sự sống đều có, thậm chí cũng có không ít cổ đại lục có thần vật chí tôn, có thần tài chí tôn. Ngoại vực còn là chiến trường của chí tôn. Lúc đó người kim tộc cùng ma hổ tộc kết oán cũng phát sinh ở ngoại vực. Vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện khó có được, bất kể là ai cũng đánh đập tàn nhẫn. Về phần thần trận sư, người kim tộc chỉ phái người đi bái phòng. Thông qua bố trí lần này, tin tưởng kim tộc sẽ có một ít hiệu quả, nhưng mà hoàn thành hay không thì khó biết. Chuyện đã tới bước này, trên cơ bản đã không phải chuyện Lăng Tiếu suy nghĩ. Nhưng mà hắn không nhãn dỗi, Lăng Phi Vũ từ ngoại môn đi tìm hắn. Bái kiến Lăng Tiếu thúc công. Lăng Phi Vũ dù là môn chủ ngoại môn, nhưng hắn không dám bất kính với Lăng Tiếu, bởi vì Lăng Tiếu bối phận cao hơn hắn, mà khi Lăng Tiếu trở thành Thiên Thần Vương thì địa vị của Lăng Tiếu trong tộc tăng lên rất cao cho nên lăng phi vũ cũng không dám bài cái giá đỡ môn chủ phi vũ có chuyện gì quan trọng mà tự mình đi tới đây lăng tiếu hỏi lăng phi vũ lấy thiếp mời màu vàng đưa cho lăng tiếu và nói đây là thiệp mời của dược minh công hội nửa năm sau tại thiên nguyên đại lục thiên nguyên thành bọn họ thỉnh mời ngươi đi tham gia lăng tiếu cầm thiếp mời và nghi hoặc nói thật hắn cũng hiểu một ít chuyện của dược minh công hội nhưng mà không có tìm hiểu sâu hắn cũng có dược thần truyền thừa Dùng năng lực của hắn muốn thành trí tôn dược thần cũng không phải chuyện khó, hắn không cần phải đi tranh giành cái gì. Hắn liền nói với Lăng Phi Vũ, dược minh công hội cử đi thịnh hội ta không đi, bảo người đại biểu cho thiên long môn đi. Lăng Tiếu dù là thần dược sư, nhưng hắn đã là thần vương đỉnh phong, chỉ cần hắn đặt tinh lực lên tu luyện, đạp qua quan tạp siêu phàm nhập thánh kia, thành tựu trí Chí tôn chính thức. Tất cả sinh tử nắm trong tay hắn, lên trời xuống đất, không gì không thể. Về phần trí tôn dược thần cũng sẽ thuận theo đột phá, sẽ không thành trở ngại gì cả cho nên hắn không có hứng thú với luyện đan đại hội nhưng mà lăng tiếu không quan tâm lăng phi vũ không thể không quan tâm tiếu thúc công ngươi ngươi nên cân nhắc lại nếu như tham gia luyện đan hội ngươi sẽ đạt được trí tôn dược thần chỉ điểm tới lúc đó thành tựu dược thần nằm trong tầm tay lăng phi vũ khuyên bảo lăng tiếu trở thành trí tôn dược thần ý nghĩa địa vị của thiên long môn sẽ tăng lên ý nghĩa thực lực của kim tộc cũng tăng lên vài bậc về công về tư Lăng Phi Vũ đều hy vọng Lăng Tiếu có thể tham gia thịnh hội này. Huống chi lần thịnh hội này, tụ tập tất cả thần dược sư dưới 5.000 tuổi ở thiên vực, mỗi một người đều là thiên tri kiêu tử, thực sự không phải ai cũng có thể tham gia. Lăng Tiếu có thể đại biểu Thiên Long Môn tham gia, đây là vinh dự của Thiên Long Môn A. Mà dược minh công hội chính là thế lực khổng lồ được cả thiên vực công nhận, thế lực dựa vào bọn họ nhiều không đếm được. Có thể nói, trong thiên nguyên địa vực không có thế lực nào không tôn sùng dược minh công hội, chỉ cần trí tôn dược thần của bọn họ vung tay cơ hồ tất cả thế lực đều nghe theo chỉ thị của bọn họ mặt khác thiên long môn thường cách một đoạn thời gian sẽ đi tới đấu giá hội của dược minh công hội mua thêm trí tôn đan hơn nữa không phải mỗi lần đầu có bán đấu giá cho nên lăng phi vũ cũng hy vọng lăng tiếu có thể đi dược minh công hội một chuyến nếu như có thể trèo quan hệ với bọn họ vậy thì thiên long môn có chỗ tốt to lớn lăng tiếu nhìn ra lăng phi vũ bức thiết cũng không tiện quét mặt mũi môn chủ như hắn dù sao hắn quay về đã một năm chưa làm bao nhiêu chuyện cả nhưng hắn bây giờ trở thành đối tượng thảo phạt của các tộc mạo muội đi ra ngoài sẽ bị tập sát không thể không phòng a à. chỉ cần trí tôn không ra tay muốn chạy trốn cũng không có khó khăn gì huống hồ giao thủ với bọn chúng đối với ta tiến giai cũng có chỗ tốt lăng tiếu nói thầm trong lòng ngay lúc này hắn đáp ứng lăng phi vũ đi thiên nguyên địa vực một chuyến tham gia luyện đan đại hội lăng phi vũ lúc này mới buông lỏng một hơi tiếp theo lại hỏi lăng tiếu cần thiết cái gì có ý định an bán thủy thần hộ pháp trưởng lão đi theo hắn, không thể làm yếu khí thế của thiên long môn. Đồng thời hắn cũng từ trong miệng lăng cương biết được chuyện lăng tiếu bị tấn công, hắn là môn chủ không thể khinh thị. Có bán thủy thần đồng hành, lăng tiếu cảm thấy yên tâm, đồng thời hắn cũng đưa ra không cần thần vương đi cùng hắn, bằng không nửa đường gặp tấn công thì lại chết mất. Trải qua dò xét sơ bộ, lăng tiếu quyết định ba ngày sau sẽ đi thiên nguyên đại lục. Trong vòng ba ngày này, lăng tiếu phải tìm một chỗ địa an trí người bên cạnh hắn tộc nhân lăng gia thì giao cho lăng cương phụ trách kích hoạt huyết mạch của bọn họ lần nữa dùng huyết mạch chi lực mạnh yếu để quyết định bọn họ thế nào đương nhiên nữ nhân của lăng tiếu thì được an bài sinh hoạt trong thiên long môn về phần những người khác được an trí trong thành giúp bọn họ thích ứng sinh hoạt của thiên vực dù sao lăng tiếu an bài có người chiếu của bọn họ không cần gánh vác cái gì về phần trùng kích tiếu ngạo cung trong thiên vực cũng bị lăng tiếu tạm thời ném ra sau đầu bởi vì thực lực của hắn ở trong thiên vực không đủ khai tông lập phái huống hồ thiên long môn đã tiêu trừ nội ưu rồi, có được hậu viện như thế, lăng tiếu cũng không có cố kỵ về sau. Nếu ngày sau huyền linh đại lục khôi phục lực lượng nguyên thủy, như vậy tiếu ngạo cung ở trung vực trở thành căn cứ của bọn họ. Lăng tiếu dùng tốc độ nhanh nhất an bài tốt cho bọn họ, cũng bảo lăng cương tự mình phụ trách chiếu khán bọn họ. Đương nhiên lăng tiếu mang theo bọn họ tới thiên vực cũng không có nghĩa là, cho bọn họ lên mặt với kẻ khác. Hắn tuyệt đối không hy vọng có ít kẻ khi dễ người khác. Lăng Cương biết rõ Lăng Tiếu có thực lực chém thủy thần thì càng kính sợ Lăng Tiếu. Hắn tin tưởng chỉ cần cố gắng đi theo Tiếu Thúc này, ngày sau hắn có thể tiến lên. Sau khi an trí tốt những chuyện này, Lăng Tiếu cùng Lăng Phi và ba bán thủy thần khác thông qua vực môn đi thiên nguyên địa vực. Thiên nguyên địa vực nằm giữa năm địa vực, phải đi qua đông vực môn mới tới. Dùng tốc độ đám người lăng tiếu, thì dùng không gian truyền thâu trận cũng cần hai tháng mới tới được vực môn. Đám người lăng tiếu đi ra thì không có dừng lại chút nào cả, dùng tốc độ cao nhất lên đường. Nhưng mà sau khi đi tới Đào Gia Thành thì nghe được tin tức, đó chính là Thiên Thần Vương Đinh Cô Độc vừa tấn chức khiêu chiến Thiên Thần Vương bảng 488 Đào Phục Lưu. Đinh Cô Độc chính là hắc mã tranh đoạt Thiên Thần Vương với Lăng Tiếu ba bốn năm trước. Hắn và Lăng Tiếu khi đó đều là thần vương cao giai, nhưng lại có thể chiến thắng nhiều thần. Vương đỉnh phong, thu được danh tiếng Thiên Thần Vương. Chương 2106, lại gặp Đinh Cô Độc hai hôm nay hắn lại có gan dùng thứ tự 900 khiêu chiến hơn 400 bài danh, vượt qua không ít bài danh khiến người ta tặc lưỡi. Lăng Tiếu cũng không có hứng thú với đinh cô độc, chỉ bội phục dũng khí của hắn mà thôi. Tiếu đệ, ta nhớ kỹ bảnh giai thiên thần vương của ngươi là 957A. Lăng Phi hỏi thăm Lăng Tiếu. Lăng Tiếu gật đầu, nói, đúng vậy, như thế nào? Ta cảm thấy dùng thực lực của ngươi có thể thăng cấp, bài danh này rất trọng yếu, nó đại biểu cho mặt mũi kim tộc chúng ta. Lăng Phi nói ra, nói lời thật, Lăng Tiếu đã qua cái tuổi tranh giành thanh danh, hắn không thích những chuyện như vậy. Nhưng mà Lăng Phi nói thế hắn cảm thấy có đạo lý. Thân làm người của Thiên Long môn, người kim tộc, hắn có nghĩa vụ tăng bài danh lên, để chứng tỏ hắn cường đại, đồng thời cũng tranh giành mặt mũi cho Thiên Long môn cùng kim tộc. Đây là một loại cảm giác vinh dự, mặc kệ hắn muốn có hay không thì nó vẫn tồn tại. "Chúng ta đi xem xem, nói không chừng có thể giúp ta chiếm tiện nghi." Lăng Tiếu do dự nói ra. Trung thực mà nói, hắn không đặt thứ tự hơn 400 vào mắt dùng thực lực của hắn có thể chiến đấu với thiên thần vương bài danh trước 100, thậm chí là thiên thần vương top 10. Nhưng mà gặp được thiên thần vương chiến đấu bài danh, lăng tiếu cũng thuận tiện đi xem, ra tay hay không chỉ là tiếp theo. Đào Phục Lưu là thiên thần vương thành danh đã lâu, hắn trở thành thiên thần vương cũng hơn 5.000 năm, xem như thiên thần vương lạc hậu rồi. Hắn ở khu vực này có danh tiếng không nhỏ, mà hắn cũng là hộ tộc trưởng lão của đào gia mới hưng thịnh. Lúc đó đào gia chỉ là thế lực nhỏ bé, nhưng khi Đào Phục Lưu trở thành Thiên Thần Vương, thì Đào gia nhanh chóng đạt được các thế lực bợ đỡ, bọn họ đã biến thành thế gia cỡ trung. Cho dù kẻ nào trở thành Thiên Thần Vương cũng không có khả năng kê cao gối mà ngủ, còn sẽ gặp các loại chiến đấu. Nếu như không đáp ứng chiến đấu sẽ bị người khác cho là nhu nhược, cho nên bọn họ thu được thanh danh cũng mang đến không ít phiền não. Trừ phi bọn họ giết người khiêu chiến mới không bị người ta quấy rầy. Đào Phục Lưu trở thành Thiên Thần Vương tới nay, bị khiêu chiến không ít hơn trăm lần. Những thần vương đỉnh phong khiêu chiến hắn đều chết trong tay của hắn rồi. Trong gần ngàn năm qua đã không ai dám khiêu chiến hắn, mà Đinh Cô Độc là người đầu tiên trong vòng ngàn năm qua. Nhưng mà Đào Phục lưu chọn chiến với Đinh Cô Độc cũng có suy nghĩ. Kể từ khi hắn biết rõ Đinh Cô Độc, đoạt được danh tiếng Thiên Thần Vương thì hắn biết sớm muộn cũng có ngày hôm nay. Người khác có lẽ không rõ nội tình, nhưng hắn biết rõ chuyện của mình. Hắn là đệ tử chi thứ của Đào gia bị trục xuất, hôm nay đến phục cửu. Đinh Cô Độc là họ mẹ, kỳ thật trên người của hắn chảy huyết mạch Đào gia, mà phụ thân của hắn từng là đệ tử xuất sắc của Đào gia. Bởi vì có tranh chấp với Đào Phục Lưu, cho nên bị Đào Phục Lưu xa lánh đuổi ra khỏi Đào gia, cũng phế vũ lực của phụ thân hắn, khiến phụ thân hắn buồn bực mà chết. Sau khi phụ thân của hắn mất đi, Đinh Cô Độc cũng hạ quyết tâm chém Đào Phục Lưu dưới kiếm, dùng an ủi vong linh phụ thân của mình. Mấy ngàn năm qua, hắn trải qua vô số lần rèn luyện sinh tử, Rốt cuộc đạt tới cảnh giới bây giờ, hiện tại là lúc báo thù. Giết Đào Phục Lưu, lại tiêu diệt Đào gia không tốt với gia đình của hắn, hắn cũng không có vướng mắc. Nơi ước chiến của bọn họ nằm ở khu đất trống bên ngoài Đào gia thành. Đám người Lăng Tiếu đi tới thì có không ít người tụ tập, thần vương không ít, nhiều nhất là thánh hoàng. Lăng Tiếu cảm thấy lo lắng cho đám thánh hoàng này, thiên thần vương chiến đấu mà bọn họ dám xem, tùy tiện một đạo lực lượng cũng muốn mạng của bọn họ. Hai người trên không trung là một lão già cầm trường kiếm trong tay, không có nửa điểm khẩn trương, khí thế nhìn qua thập phần bá đạo, bên cạnh là thánh thú thập giai thủy thuộc tính. Thân ảnh khác trẻ tuổi hơn, Lăng Tiếu từng thấy qua, chính là Đinh Cô Độc. Hắn không có ấn tượng quá sâu với Đinh Cô Độc này, nhưng mà đối phương dùng thực lực thần vương cao giai đoạn được danh tiếng thiên thần vương, thì hắn cũng chú ý, lúc này lại gặp Đinh Cô Độc, Lăng Tiếu cảm ứng được lệ khí trên người Đinh Cô Độc nồng đậm, giống như có yêu ma đang xuất hiện sau lưng hắn, một đạo sát ý rất nồng đậm tỏa ra bốn phía. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đinh Cô Độc căn bản không có nói nửa câu phế thoại với Đào Phục Lưu, hắn cưỡi lên thánh thú của mình, cầm cổ thần khí chính thức lao qua đánh giết Đào Phục Lưu. Đinh Cô Độc bộc phát lực lượng, rốt cuộc vẫn khiến Đào Phục Lưu ý thức được Đinh Cô Độc đáng sợ. Nhưng mà Đào Phục Lưu, có thể giết tới bài danh 400 cũng là thần vương đỉnh phong mạnh mẽ. Hai thiên thần vương gặp nhau, lực lượng ngập trời va chạm trên chín tầng trời. Oanh long oanh long mỗi một gã thiên thần vương đều đại biểu chiến lực đỉnh phong của thần vương. Bọn họ đối chiến kinh thiên động địa, chấn động núi sông. Đào Phục Lưu là thiên thần vương uy tín lâu năm, hơn nữa bài danh không thấp, thực lực có thể nghĩ. Nhưng mà Đinh Cô Độc lại sớm trải qua sinh tử tẩy lễ, càng cầm cổ thần khí nên thực lực đại tăng, hắn lĩnh ngộ hổ sát chi khí càng mạnh hơn trước. Lăng Tiếu nhìn thấy bọn họ xuất chiêu, phát hiện hai người tương đương, không có ai chiếm quá nhiều tiện nghi, khiến cho đại chiến rất kịch liệt. Chiến lâu như vậy, đao phục lưu hiển nhiên trở nên nóng nảy. Hắn thân là thần vương đỉnh phong vẫn không áp được thần vương cao giai đinh cô độc, hắn không lo lắng không được. Huống chi đinh cô độc có một kiện cổ thần khí uy lực không nhỏ, khiến hắn phải tạm tránh phong mang. Mà đinh cô độc thì chính là đấu sĩ vũ dũng, mỗi một chiêu đều dùng toàn lực, lệ khí nồng nặc, sát ý trùng thiên, thượng cổ thần khí mang theo uy lực khủng bố, để hắn càng mạnh hơn. Trong tay của hắn có bán cổ thần khí phòng ngự thần thuẫn, tiến có thể công, lui có thể thủ, hoàn toàn không kém hơn thiên thần vương uy tín lâu năm. Sau một phen tử chiến, những thánh hoàng bị ảnh hưởng chết đi không ít. Lúc này Lăng Phi lên tiếng nói, đào phục lưu sắp bại. Lăng Tiếu gật đầu, nói, là sắp bại, nhưng mà đinh cô độc cũng không thắng. Khi Lăng Tiếu nói ra, bốn phía có mấy tên thần vương công kích thẳng vào đinh cô độc. Đào phục lưu ngươi là đồ tiểu nhân. Đinh cô độc lợi dụng bán cổ thần khí đánh tan mấy tên này hợp kích, nhưng mà bị đánh bay ra xa, hắn tức giận chửi mắng, hắn biết rõ đào gia dù không xem là siêu cấp thế lực, nhưng vẫn có tới 10 thần vương, hơn nữa đào phục lưu trở thành thiên thần vương thì kết bạn không ít thần vương. Điểm này đinh cô độc biết rõ, cho nên hắn không trực tiếp giết tới tận cửa, mới quang chiến thiếp hy vọng kích sát đào phục lưu. Như vậy hắn không cần bận tân bị vây công, dưới tầm mắt của nhiều người thì hắn cảm thấy đào phục lưu là thiên thần vương cao ngạo tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Chương 2107, trên đường thấy chuyện bất bình giống một tiếng đáng tiếc, hắn vẫn dự đoán sai lầm. Người gặp phải uy hiếp tử vong thì chuyện gì không dám làm. Người là đồ tạp chủng, cho rằng trở thành thiên thần vương là có thể vong bản, không ngờ dám vọng tưởng giết tộc thúc, người chết không có gì đáng tiếc. Đào phục lưu quát. Hắn phối hợp với đám người kia truy sát đinh cô độc, hắn nhìn cổ thần khí của đinh cô thì tham lam nòng đậm, trong nội tâm nói thầm, chỉ cần ta đoạt được cổ thần khí của tiểu tử này, chiến lực của ta sẽ tăng lên. Trong tay hắn chỉ phung phí của trời, ta nhổ vào, ngươi là đồ khốn nạn, nếu không phải ngươi cảm thấy phụ thân ta thiên phú cao hơn ngươi, uy hiếp địa vị của ngươi trong gia tộc, dùng thủ đoạn hèn hạ phế phụ thân ta, phụ mẫu của ta cũng không có chết, hôm nay cho dù dốc sức liều mạng, ta cũng muốn đồng quy vu tận với ngươi. Hai mắt đinh cô độc đỏ hồng, hắn gào thét sông lên, cổ thần khí trong tay được hắn thúc dục tới cực điểm, chém giết đám thần vương lao tới, đinh cô độc hoàn toàn dốc sức liều mạng, tên thần vương mới tới gần trong nháy mắt bị hắn đánh bay ra ngoài, máu tươi chảy không dứt mà đào phục lưu lại thừa cơ tập kích sau lưng đinh cô độc những người khác cũng liên thủ xuất kích đinh cô độc cắn răng dùng toàn lực tấn công phòng ngự nhưng vẫn không làm được gì hắn muốn chạy trốn nhưng đã bị đối phương vây quanh mà thiên hổ của hắn bị thánh thú khác vây đánh tình huống cũng không tốt đinh cô độc biết rõ không có đường lui dứt khoát bỏ qua ý niệm bỏ chạy và lao tới chém giết đào phục lưu hắn hoàn toàn mặc kệ những người sau lưng một lòng muốn kéo đào phục lưu chôn cùng đáng tiếc đào phục lưu không liều mạng với hắn chỉ kiềm chế hắn để những người khác thừa cơ xông vào. Những người xem cuộc chiến đã sớm trốn đi. Bây giờ lưu lại không thể nghi ngờ là gặp tai họa, sẽ bị đào phục lưu giết người diệt khẩu. Cuộc chiến của thiên thần vương vốn cực kỳ vinh quang, đáng tiếc biến thành cục diện như bây giờ, thật không phải chuyện gì vinh quang. Đám người lăng tiếu tự nhiên không có rời khỏi, bọn họ không nghĩ tới biến thành hí kịch này. Có ít người không biết làm thế nào lan lọn kiếm được thanh danh thiên thần vương A, lăng tiếu khinh thường hử lạnh. Hắn bây giờ không quan nhìn đào phục lưu vây công đinh cô độc, đúng là quá xỉ nhục danh tiếng của Thiên Thần Vương. Cánh rừng nào cũng có đủ loại chim, chúng ta đi, xem nữa cũng phí công." Lăng Phi nói. "Vì cái gì phải đi? Vừa rồi Ngũ Ca ngươi không phải nói bảo ta tăng thanh danh sao? Bây giờ là thời cơ tốt đấy." Lăng Tiếu nói một tiếng, thân hình lao thẳng vào vị trí đại chiến. Trên đường thấy chuyện bất bình giống một tiếng. Kỳ thật chuyện này không có bao nhiêu người đi làm, rất nhiều người đều chọn bo bo giữ mình. Lăng Tiếu cũng không cảm thấy mình là người chính nghĩa gì, nhưng mà hắn không quen nhìn thủ đoạn hèn hạ của Đào Phục Lưu. Nếu như nói hắn là thiên thần vương, tiếp nhận chiến đấu của đối phương còn làm ra chuyện này, đúng là quá tổn danh tiếng của thiên thần vương rồi. Lăng Phi ban đầu chỉ muốn hắn tăng bài danh, Lăng Tiếu mượn cơ hội này bắt Đào Phục Lưu khai đao. Sau đó đinh cô độc bị người ta đánh trọng thương. Không quản khỉ gió hắn là thiên thần vương, nhưng mà chính diện có đào phục lưu kiềm chế hắn, mà bốn phía có thần vương không ngừng đánh lén khiến hắn không ngăn cản được sau đó có một gã thần vương cầm thần kiếm đâm vào chỗ hiểm sau lưng đinh cô độc tên thần vương này sắc mặt hung ác muốn một kiếm kết liễu đinh cô độc nhưng mà kiếm của hắn còn cách đinh cô độc gần trong găng tấc thì hắn bị cương phong đánh trúng hắn bị đánh chết trong nháy mắt đến chết hắn còn không biết xảy ra chuyện gì thần hồn của hắn kinh hoàng đáng tiếc bị một đạo lực lượng đánh tan tác hôm nay ta xem như mở rộng tầm mắt danh tiếng thiên thần vương đã bị ngươi làm ô nhục lăng tiếu đánh chết tên thần vương xong thì cười lạnh nói với đào phục lưu đào phục lưu nhìn thấy có người nhảy ra thì cả kinh mà thần vương bốn phía cũng cảnh giác lên hoài nghi người trước mặt có phải là viện thủ của đinh cô độc hay không người rốt cuộc là thần thánh phương nào biết rõ thân phận của bổn vương mà còn dám quản chuyện này chán sống đúng không đào phục lưu nhìn chòng chọc lăng tiếu lạnh lùng địa hỏi hắn vừa dứt lời bên cạnh có một gã thần vương cao giai truyền âm cho hắn nói, hắn chính là thiên thần vương vừa tấn giai của thiên long môn, lăng tiếu. Đinh cô độc lạnh lùng nhìn lăng tiếu, thần sắc nhảy lên, hắn không nghĩ đến lăng tiếu lại xuất hiện ở đây và ngăn cản hắn. Ha ha, ngươi không cần quản ta xen vào làm gì, hôm nay ta lấy thủ cấp của ngươi, thay thế vị trí của ngươi, người như ngươi không xứng làm thiên thần vương. Lăng tiếu cười lạnh một tiếng, lại trừng đào phục lưu. Tốc độ của lăng tiếu nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã tới trước mặt đào phục lưu, và những người khác còn không kịp phản ứng cái gì đào phục lưu không hổ là thiên thần vương tốc độ của hắn không bằng lăng tiếu nhưng mà tốc độ phản ứng kinh người trường kiếm trong tay chém xuống mỗi một kiếm mang theo uy thế mạnh mẽ uy lực đáng sợ thân pháp của lăng tiếu đã đạt tới cảnh giới tuyệt hảo kiếm mang của đào phục lưu chỉ chém được tàn ảnh của lăng tiếu mà thôi lăng tiếu dùng hàng long trưởng đánh tới giống giống một đầu kim long đánh chính diện vào người đào phục lưu uy lực tương đối cường hãn chấn đắc không gian bốn phía chấn động tâm thần của đào phục lưu cả kinh không ngờ tới lăng tiếu công kích mạnh mẽ đáng sợ như thế thần kiếm trong tay quét qua hình thành phòng ngự như tường đồng vách thép cùng xông lên tiêu diệt hắn đào phục lưu gọi viện binh tám tên thần vương khác có ba vây công đinh cô độc năm tên còn lại vây giết lăng tiếu bên này đã muốn chịu chết ta thành toàn các ngươi lăng tiếu thần sắc hung ác quát lên một tiếng tránh qua hợp kích của bọn họ thân thể lướt qua sau lưng một người một trưởng đánh nát đầu của đối phương một tên khác thấy đồng bạn bị giết lập tức sợ hãi run rẩy trong mắt đầy sợ sệt. Đào Phục Lưu cũng không ngờ Lăng Tiếu tàn nhẫn như vậy, so với thủ đoạn của Đinh Cô Độc còn gọn gàng linh hoạt hơn. Hắn cả kinh quát một tiếng, dùng công kích tuyệt cường, không cho Lăng Tiếu sắc mặt, bằng không danh tiếng Thiên Thần Vương cũng mất. Trong tay hắn có bán cổ thần khí bán thần quang sáng lạn, một đạo kiếm khí tung hoành, kiếm động thần đình. Thượng cổ thần kỹ này là kiếm kỹ thành danh của Đào Phục Lưu, uy lực của nó vô cùng cường đại. Chỉ thấy kiếm khí quét ngang phương viên mấy ngàn dặm, Tất cả không gian tan rã ra, từng đạo khe nứt không gian hiện ra. Chiêu này đã có uy lực một kích toàn lực của bán thủy thần toàn, cũng không hồ là thiên thần vương lâu năm. Lúc này mới đủ nhìn, lăng tiếu chiến y tăng cao, cũng không có bởi vì chiêu này mà sợ hãi. Rốt cuộc chiến lực của hắn tăng cao, long trảo màu vàng của hắn trảo qua tên thần vương bên cạnh. Chương 2108, hai các ngươi hiện tại không phải đối thủ của ta. Một, cường chiêu này kéo tên thần vương đẩy qua kiếm khí của Đào Phục lưu đánh tới a à, à. tên này bị kiếm khí của đào phục lưu cắt thành vô số khối, kêu thảm không ngớt, máu chảy đầm đìa chết đi. Về phần lăng tiếu lúc này không ngừng giơ hai tay lên, ngăn cản kiếm khí đánh tới. Uy lực bán thần khí đúng là không nhỏ, hai tay của hắn đầy vết kiếm ngấn. Cái gì? Đào phục lưu nhìn lăng tiếu dùng thân thể ngăn cản một kích tuyệt cường của hắn, hắn sợ hãi cả kinh. Hắn biết rõ đại thế đã mất, nếu lưu lại không thể làm gì lăng tiếu, huống chi còn có một đinh cô độc, đành phải lui lại nhưng mà lăng tiếu không cho hắn trốn đi đường đường thiên thần vương không chiến mà trốn người đúng là quá đủ mất mặt lăng tiếu chế nhạo nói một tiếng thân hình như gió đuổi theo đào phục lưu hàng long trưởng lăng không cường thế đánh ra ngoài chỉ thấy kim long xuất thế trên không trung tàn sát chung quanh lăng tiếu toàn lực khai chiến nhất định không dưới bán thủy thần mỗi một trưởng đều mang theo đại thế đánh nát hư không đào phục lưu đánh hắn bay ra xa nếu không phải hắn mặc thần giáp mỗi một trưởng đều muốn mạng của hắn đáng chết Tiểu Súc xanh này không ngờ cấu kết cường viện này, thật sự là thất sách a. À, Đào Phục Lưu thầm mắng trong lòng, mang theo thương thế lao đi với tốc độ nhanh nhất, đáng tiếc tốc độ của hắn trước mặt Lăng Tiếu hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lăng Tiếu vận dụng Hàng Long Trưởng đánh tới, trưởng ý đang có xu thế hoàn mỹ, đánh Đào Phục Lưu không biết ra làm sao. Đào Phục Lưu biết rõ trốn không được thì phản kích, thế nhưng mà không cách nào tỏa định mục tiêu, tốc độ của đối phương quá nhanh. Hắn chỉ có thể đánh cận thân với Lăng Tiếu, nhưng làm thế thì sẽ bị đánh nát như tương thủ lâu sẽ thua, đối mặt lăng tiếu công kích mạnh mẽ như vậy, đào phục lưu cũng không chịu đựng nổi, bị lăng tiếu đánh ra sơ hở. Lăng tiếu bắt lấy lúc đào phục lưu không kịp trở tay, thân thể tới sát đào phục lưu, song trưởng nện vào ngực của đào phục lưu. Đào phục lưu bay đi giống như quả đạn pháo, máu tươi phun ra không ngớt. Lăng tiếu như ảnh tùy hình, hai chân lăng không đạp xuống dẫm đào phục lưu bay xuống đất. Trên người đào phục lưu bị dẫm gãy nhiều khối xương, bộ thần giáp cũng bị dẫm lõm một lỗ. Hắn rơi vào một ngọn núi hoang, trực tiếp núi hoang bị nện thành đá vụn, mảnh đá bắn ra tung tóe. Lăng Tiếu đuổi theo công kích, chân của hắn đạp lên ngực của Đào Phục Lưu. "Tha, tha mạng." Đào Phục Lưu lúc này dùng ánh mắt cầu khẩn nói với Lăng Tiếu. Hắn bây giờ sợ sệt, Lăng Tiếu này chỉ mới là Thiên Thần Vương a, chỉ sợ tóc 100 cũng không phải đối thủ của hắn, tay không tấc sắt đã đánh hắn như vậy, thật sự khiến hắn tâm phục khẩu phục. "Tha ngươi, bài danh của ngươi không thể lấy." Huống chi thiên thần vương có tồn tại như người ta cũng cảm thấy mất thể diện. Lăng tiếu lạnh lùng nói một tiếng, dưới chân dùng lực đạp xuống. Ngực của đào phục lưu lõm xuống, máu tươi phun ra ngoài. Sau đó lăng tiếu bắn ra một đạo tử sát chi khí vào trong người đào phục lưu, hủ thực sinh cơ của hắn. Một gã thiên thần vương bài danh hơn 400 bị lăng tiếu tiêu diệt. Thời điểm lăng tiếu mới thu đồ vật của đào phục lưu, thì trên bầu trời có dị biến sinh ra, một đạo thần quang chiếu lên người lăng tiếu, đây chính là nghiệm chứng thần quang thiên thần vương. Vào lúc này lăng tiếu, hai làn trải qua nghiệm chứng thần quang thiên thần vương. Sau khi thần quang chiếu xạ trên người của hắn liền biến mất, mà trên không trung sinh ra tư liệu của hắn, bài danh của hắn từ 957 nhảy lên 488. Tin tức này nhanh chóng bị người thiên long địa vực biết rõ. Lăng tiếu cầm lệnh bài thiên thần vương ra thì thấy con số đã thay đổi. Lăng tiếu vừa mới cảm giác ứng được nghiệm chứng thần quang minh mông, trong đó mang theo lực lượng không hiểu, dường như có người thao túng nó, làm hắn không rõ, nắm không ra. Sau đó ba tên thần vương vây công đinh cô độc cũng bị hắn đánh chết. Toàn thân đinh cô độc nhuốm máu, giống như sát thần hàng lâm, trên gương mặt mang theo thần sắc không cam lòng nhìn qua. Ta muốn chiến với ngươi. Đinh cô độc cầm tam xoa kích chìa thẳng vào lăng tiếu. Tuy nói hắn chọn chiến đào phục lưu mục đích là báo thù phục hận, nhưng cũng muốn đoạt vị trí của đào phục lưu. Trong mắt của hắn đào phục lưu bại trong tay hắn là khẳng định, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện gì, khiến lăng tiếu chiếm tiện nghi, đinh cô độc biết rõ lăng tiếu lợi hại, người ta có thể trong tranh giành thiên thần vương đoạt khôi thủ cũng chứng minh hắn cường đại. thế nhưng mà hắn cũng là người cao ngạo, cả đời truy cầu không nhiều lắm, trừ báo thì ra hắn muốn vang danh thiên vực, đứng ở đỉnh phong võ đạo. hắn ủng không có tâm sợ hãi, sớm xem sinh tử rất nhạt, cho nên hắn không ngại bây giờ khiêu chiến lăng tiếu, hắn cảm thấy mình không thua ai cả. lăng tiếu hít mắt nhìn đinh cô độc thản nhiên nói, muốn chiến với ta cũng được, lập tức khôi phục thần lực ta sẽ cho ngươi cơ hội. Thế giới này không thiếu thiên tài cao ngạo, hơn nữa còn là cùng giai ít có đối thủ, nhưng mà nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lăng tiếu gần đây không có cảm thấy mình là cùng giai vô địch thủ, nhưng nhưng mà hắn có chỗ dựa chính là ý chí cực kỳ cường đại. Dù thực lực của đinh cô độc không tệ, nhưng không đủ nhìn. Đinh cô độc phục tạp nhìn qua lăng tiếu, trong tay cầm thần đan ăn vào. Thập giai cao giai thiên hổ cũng quay về bên cạnh hắn. Thiên hổ là thánh thú thập giai vô hạn tiếp cận thần thú, Lực chiến đấu không tầm thường, vừa mới bị đám thánh thú vây công, còn giết ba con, đứng ở thế bát bại. Mắt hổ của nó nhìn chằm chằm vào lăng tiếu phát tán vương uy không thể xâm phạm. Lăng tiếu khoanh tay nhìn qua thiên hổ này, trong nội tâm hân thưởng nó, nếu nó có thể thu răng của bạch hổ, thành tựu thần thú chính thức cũng không phải vấn đề. Bạch hổ chủ sát, chính là thiên sát chi chủ, lực chiến đấu của nó sàn sàn với long tộc, nếu ai thu được nó làm tọa kỵ, ngược lại là tam sinh hữu hạnh A nhưng mà lăng tiếu có chút lòng tham không đáy, hắn có ba thần thú đi theo rồi, còn quan tâm tới thần thú khác cũng đúng là quá tự cao. Đám người lăng phi vẫn chờ đợi, cũng không có tiến đến khuyên can lăng tiếu. Hắn biết rõ lăng tiếu có chừng mực, hơn nữa đối phó một thần vương cao dài, đối với lăng tiếu mà nói là tiện tay. Chớp mắt đã qua hai canh giờ. Đinh cô độc lúc này chiến ý dâng cao, từng đạo lực lượng thuộc tính trùng thiên, lệ khí bay lên cao. Đây là hổ sát chi khí, mang theo lực lượng đặc thù áp chế đối thủ, đồng thời cũng có thể tăng sát lục và chiến ý cho bản thân. Khôi phục. Lăng Tiếu Đạm Mạc Địa nhìn Đinh Cô Độc hỏi. Đinh Cô Độc cầm tam xoa kích chỉ vào Lăng Tiếu. Khôi phục, ta và ngươi chiến một trận. Thực lực của ta trên ngươi, chiến đấu quá vô vị. Lăng Tiếu. Nói một tiếng, thân pháp chuyển động. Trường 2109, hai các ngươi hiện tại không phải đối thủ của ta. Hai. Hắn không muốn tốn thời gian với Đinh Cô Độc tại đây, trực tiếp chấn áp người này, để hắn biết rõ cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đối phó đinh cô độc lăng tiếu dùng cửu dương phần thiên quyền quyền ý cuồn cuộn đánh thẳng vào đối thủ một đạo dương hỏa thiếu đốt đánh vào người đinh cô độc mỗi một quyền mang theo uy thế như núi mỗi một quyền đều có thể hủy diệt thành trì uy lực của nó rất khủng bố đinh cô độc cầm tam xoa kích đánh tán từng hỏa quyền của lăng tiếu nhưng mà hắn bị lăng tiếu đánh hồ khẩu chảy máu thiếu chút không cầm được cổ thần khí thật cường đại đinh cô độc không có nửa phần sợ hãi ngược lại càng chiến ý hừng hực hổ sát chi khí đánh thẳng vào lăng tiếu, một đầu thiên hổ to lớn vồ lăng tiếu, răng nanh của nó mang theo khát máu, để người ta cảm thấy sợ hãi không thôi. Lăng tiếu đối mặt với hổ sát chi khí cũng không bị ảnh hưởng gì, ngược lại khiến long hình chiến khí của hắn sôi trào, chân long màu vàng lao tới cắn xé thiên hổ. Lăng tiếu đối mặt với đinh cô độc cũng không tránh né cái gì, hai quyền dơ lên và dùng quyền ý cửu dương phần thiên quyền công kích liên tục, dương hỏa hừng hực bao phủ đinh cô độc. Thực lực của đinh cô độc không kém, mà cổ thần khí thấp giai tam xoa kích đánh ra còn mạnh hơn thần vương đỉnh phong cũng tiếp cận bán thủy thần công kích đáng tiếc lăng tiếu là người mạnh mẽ lực công kích như vậy là không đủ mà hổ sát chi khí của hắn không cách nào áp chế lăng tiếu bị ép bại lui liên tục còn tưởng ngươi có bao nhiêu lợi hại bại đi lăng tiếu khinh thường giống một tiếng song quyền mang theo dương hòa chín đạo diễm dương luân chuyển uy lực mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đánh không gian chung quanh vỡ vụn đinh cô độc ý thức được chiêu này đáng sợ khẽ cắn môi giống một tiếng, tam xoa kích trong tay cũng dùng tuyệt chiêu, mà phòng ngự thuẫn bán cổ thần khí cũng ngăn cản. Oanh long oanh long, trên không trung long hổ tranh đấu, chiến đấu rất thảm thiết, phong vân cũng phải biến sắc. Đinh cô độc và đầu thiên hổ kia cũng lao tới trợ giúp chủ nhân của mình. Lăng tiếu dùng một địch hai, chiến ý bành trướng, thần lực không ngừng rút ra, vô số quyền ý bắn ra bốn phía. Trải qua một phen kịch chiến, thân hình đinh cô độc bay ra ngoài, trong tay hắn cầm tam xoa kích cũng bị chấn bay, máu tươi đầm đìa, thiên hổ bị dính thiên hỏa, cả người xuất hiện dấu quyền cực lớn, máu tươi bắn ra tung tóe. Lăng Tiếu cũng không có truy kích, xiêm y trên người hơi lộn xộn, có chút bị cắt, nhưng mà không có bị thương chút nào cả. Tiểu thần vương cao dài cũng có thể xé rách quần áo của ta, xác thực có vài phần bổn sự. Lăng Tiếu nói thầm trong lòng. Nếu như hắn và Đinh Cô Độc cùng dai thì chắc chắn sẽ là ác đấu. Nhưng mà trong tay Đinh Cô Độc có cổ thần khí tăng phúc lực lượng thập phần cường đại, nếu không phải thân thể của hắn cường đại hơn người bình thường không ít hắn cũng không dám dễ dàng tay không đấu với đinh cô độc đinh cô độc ổn định thân thể trên người có không ít vết thương vết máu loang lổ dáng vẻ rất dữ tợn ánh mắt man theo không cam lòng nhưng mà không cam lòng này biến thành ảm đạm lăng tiếu nhìn qua đinh cô độc buồn bã nói đợi thực lực của ngươi tiến thêm một bước rồi tới tìm ta bây giờ hai các ngươi không phải là đối thủ của ta nói xong lăng tiếu xoay người bay qua đám người lăng phi cùng bọn họ lên đường đi tới vực môn Đinh cô độc nhìn thấy thân ảnh đi xa, ánh mắt mang theo vài phần mờ mịt. Tiếu đệ, vì cái gì không thu tiểu tử kia? Xem dáng vẻ của hắn chỉ cần ngươi chiêu lãm, hắn tuyệt đối sống chết đi theo ngươi. Lăng Phi nhìn Lăng Tiếu hỏi thăm. Trong thiên vực không thiếu ví dụ cường giả thu phục thủ hạ, rất nhiều cường giả vui vẻ thu một thiên tài vào dưới trướng của mình. Như vậy không chỉ tăng thêm trợ thủ cho mình, cũng tăng mặt mũi lên. Huống chi đinh cô độc này còn là thiên thần vương đấy, ai có thể hàng phục hắn, càng là chuyện vinh dự lăng tiếu lắc đầu nói bây giờ ta không có hứng thú với chuyện này huống chi người nọ tu luyện chính là thần quyết tiêu hao tiềm lực nếu như không đột phá trí tôn hắn phải chết không thể nghi ngờ thông qua đối chiến với đinh cô độc vừa rồi lăng tiếu đã cảm nhận được thần quyết của đinh cô độc cổ quái hắn bây giờ không có tâm tư đi thu phục những thiên tài kiệt ngạo bất tuân kia trừ phi ngày khác hắn đạt tới trí tôn rồi nói sau lăng phi cười cười cũng không nói thêm cái gì nữa trên đường đi cũng không có thêm phức tạp gì một đoàn người thông qua vực môn đi tới thiên nguyên địa vực. Thiên nguyên, thiên long, thiên hổ, tiên tước, thiên huyền năm đại địa vực đều ly khai vào thời thượng cổ, thời viễn cổ chúng hợp cùng một chỗ. Về phần bí tân vì sao chia thành năm địa vực, thì chỉ sợ cho tới bây giờ không người nào biết nguyên nhân. Thiên nguyên địa vực nằm ở trung tâm của năm địa vực, trình độ phồn vinh của nó hơn xa bốn địa vực khác. Thật sự không phải thiên nguyên địa vực có lực lượng bổn nguyên nồng đậm hơn địa vực khác, cũng không phải có nhiều nhân khẩu và tài nguyên hơn, mà là thiên nguyên địa vực có đệ nhất thế lực là dược minh công hội ảnh hưởng tuy nói dược minh công hội không có nhất thống thiên nguyên địa vực nhưng mà sức ảnh hưởng không nơi nào không có bọn họ có luyện dược sư khổng lồ luyện dược sư có bảy phần là người của công hội còn lại toàn bộ gia nhập thế lực dùng số lượng luyện dược sư khổng lồ của bọn họ các thế lực các nơi tới cầu đan dược bọn họ càng phải cung kính với dược minh công hội nhưng mà dược minh công hội lại có tới ba gã trí tôn dược thần còn có hơn ba tên thần dược sư thánh dược sư thì đếm không hết, dùng lực hiệu triệu như vậy, võ giả gia nhập liên minh dược minh công hội nhiều không đếm nổi. Có thể nói dược minh công hội ở trong thiên nguyên địa vực là thế lực nhất ngôn cửu đỉnh. Mặc khác các luyện dược sư ở các địa vực muốn mang chính danh, cũng phải thông qua bọn họ nghiệm chứng, có thể được phát huy chương thần dược sư làm chứng nhận, mới có thể hưởng thụ quyền sử dụng vực môn miễn phí. Không thể không nói dược minh công hội không chỉ ảnh hưởng ở thiên nguyên địa vực, mà còn ảnh hưởng các địa vực khác, hơn nhiều luyện dược sư đều cảm thấy được gia nhập Dược Minh công hội chính là vinh quang, cũng có rất nhiều luyện dược sư ở các địa vực khác đi tới tham gia khảo thí gia nhập Dược Minh công hội, sau đó không chịu quay về địa vực của mình. Bởi vì các nguyên nhân này cho nên cũng thành lập uy tín của Dược Minh công hội. Những tư liệu cơ bản này lăng Tiếu sớm xem qua, trong nội tâm của hắn cũng bộ phục thủ đoạn khống chế của Dược Minh công hội, mang tất cả tư nguyên luyện dược sư kéo vào thế lực của mình, muốn không cường đại cũng khó có khả năng đương nhiên lăng tiếu không có hứng thú gia nhập dược. Minh công hội, huy chương thần dược sư của hắn là một loại tán thành của dược minh công hội mà thôi, cũng không phải nói hắn là người của dược minh công hội. Chương 2110, Thiên Nguyên Tri Thành Trên đường Lăng Phi cũng nói một ít chuyện của Dược Minh Công hội cho Lăng Tiếu nghe. Đồng thời đám người Lăng Phi cũng nói nhiệm vụ tới nơi này, chính là tranh thủ trên đấu giá hội mua được trí tôn thần đan. Cần biết rõ trí tôn thần đan chỉ có trí tôn dược thần mới có thể luyện thành, mỗi một viên đều vô cùng chân quý, không có tài lực và tư cách thì không nên động tâm tư với trí tôn thần đan mấy lần trước người của thiên long môn phái tới đấu giá trí tôn thần đan điều tay không quay về lần này nguyện phải có được nhưng mà dược minh công hội cử hành bán đấu giá chính là một trong những thịnh hội lớn nhất của thiên vực tất cả thế lực cao nhất ở các địa vực cổ thế gia đều phái người đi tới đây bọn họ vì trí tôn đan mà đến nhưng mà mật ít ruồi nhiều cho nên giá cả của trí tôn đan tăng cao và khó có được đối với đám người lăng phi mà nói nó vô cùng bức thiết Bọn họ đều là bán thủy thần A. À, nếu có thể mua được trí tôn đan, bọn họ có thể tiến thêm một bước trở thành trí tôn chính thức. Đây chính là cảnh giới mà bọn họ truy cầu. Phải biết rằng bán thủy thần có ngàn người, nhưng mà có thể đột phá lên trí tôn chính thức không đủ 10 người, chỉ có một phần trăm nhỏ bé mà thôi. Nhưng mà có trí tôn thần đan thì không giống, tỷ lệ đột phá tăng lên thật nhiều. Lăng Tiếu cũng hiểu tâm lý bức thiết của bọn họ, nghĩ thầm trí tôn thần đan chính là thứ tranh giành thật kịch liệt đây thời gian tới luyện đan đại hội của Dược Minh Công hội còn nửa tháng nữa, đám người Lăng Tiếu Phong Trần mệt mỏi đi tới nơi. Tổng bộ của Dược Minh Công hội chính là thành trì phồn hoa nhất của Thiên Nguyên Địa vực, thành trì nơi này rộng rãi hơn người ta tưởng tượng nhiều. Từng quỳnh lâu cao lớn hiện ra, cửa hàng san sát, mỗi vật liệu đá lót đường đều bất phàm, cho dù bị thánh thú cửu dai nện cũng không bể nát. Vừa vào thành trì này đã ngửi được hương vị của đan dược, có dược hương, cũng có hương vị linh thảo, để người nghe ta cảm thấy tâm thần sảng khoái bốn phía đều có bán linh thảo, đan dược, cho dù là cửa hàng nào cũng vậy. Võ giả lui tới trên đường lớn đông đúc, các cửa hàng đầy người ra vào, rất tấp nập. Lưu lượng người còn nhiều hơn Thiên Long Thành, Liệt Viêm Thành nhiều lắm. Trong những người này thỉnh thoảng có người mặc quần áo luyện dược sư, mà trước ngực của bọn họ mang theo huy chương, huy chương này đại biểu thân phận của bọn họ, đại biểu địa vị của bọn họ tại Dược Minh Công hội. Phàm là người của Dược Minh Công hội đều được võ giả tôn kính. Nhìn thấy không, người của Dược Minh Công hội đi trên đường đều ngẩng cao đầu, những người khác cũng phải tươi cười lấy lòng lăng phi nhìn lăng tiếu đề điểm tại thiên nguyên địa vực luyện dược sư nhiều hơn các địa vực khác nhiều lắm nhưng cũng không phải ai muốn trở thành luyện dược sư cũng được luyện dược sư tới thiên nguyên địa vực cho dù là phẩm giai nào cũng phải tôn trọng thân phận của bọn họ ai biết rõ bọn họ khi nào sẽ trở thành thánh dược thần hoặc thần dược sư cho nên mọi người đều nịnh nọt bỡ đỡ hơn nữa dược minh công hội cực kỳ trọng thị bồi dưỡng luyện dược sư điểm này cũng dưỡng thành tính cách cao ngạo của bọn họ trong thiên nguyên địa vực này có các loại quy định văn bản bảo vệ luyện dược sư. Ví dụ rõ ràng nhất nếu như một gã lục phẩm luyện dược sư bị người ta khi dễ, mặc kệ là nguyên nhân gì thì tại, thiên nguyên địa vực có võ giả khác phát hiện, tuyệt đối đều sẽ phải đi lên đào công đạo cho luyện dược sư, mà những người trợ giúp luyện dược sư sẽ được dược minh công hội thưởng, về phần thưởng ra sao phải xem tình huống thế nào. Tóm lại điều kiện bảo vệ luyện dược sư này rất được các luyện dược sư ủng hộ, cũng khiến địa vị của luyện dược sư được tôn sùng. Tại thiên nguyên địa vực này có một câu nói rất tốt, thà đắc tội thần vương, chớ đắc tội luyện dược sư. Câu này cũng chứng tỏ luyện dược sư tại thiên nguyên địa vực địa vị cao cả. Ngũ ca nếu ngươi đố kỵ, vậy ngươi cũng làm luyện dược chơi đùa đi. Lăng tiếu trêu ghẹo cười nói, ngươi tưởng ta không muốn sao, nhưng cũng phải xem bổn sự mới được. Lăng phi khoát tay nói, tiếp theo hắn nói, đi, chúng ta tìm nơi yên tĩnh đi, sau đó lại dạo chơi, chỗ này chính là bên ngoài thiên nguyên chi thành. Thiên Nguyên Chi thành chính thức nằm ở phía sau, nó là tòa thành lơ lửng, luyện đan đại hội sẽ cử hành tại đó, bán đấu giá cũng cử hành tại đó, chỗ đó chỉ mở ra cho luyện dược sư, bây giờ còn không phải lúc mở cửa. Lăng Tiếu gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn qua tòa thành lơ lửng ở xa xa. Mặc dù hắn không có vào trong tòa thành này, nhưng cũng hiểu một ít tình huống. Đó chính là tòa thành lơ lửng duy nhất của thiên vực, cũng là do thần trận sư cùng với không ít trí tôn, hợp lực mang tiểu không gian lục địa ở ngoại vực lấy tới thiên vực sau đó kiến thiết thành thị lên đó. Nó đại biểu uy nghiêm thế lực cao nhất của Thiên Nguyên Địa vực, đại biểu vinh dự cao nhất của luyện dược sư, bất luận luyện dược sư gì cũng lấy làm kiêu ngạo nếu được ở trong tòa thành này. Nửa tháng sau đám người Lăng Tiếu sẽ đi tới đó tham gia luyện đan đại hội. Đám người Lăng Tiếu nhìn qua tử lâu xa hoa trước mặt, nơi đó có không ít võ giả cường đại lui tới, nhưng mà bọn họ hiện tại đang đứng ở cửa, cũng không có đi vào. Vị trí này rất gần với tòa thành lơ lửng, là nơi chuyên tiếp đãi các luyện dược sư trước khi tham gia đại hội mà thôi những người đứng ở cửa đều hy vọng làm quen với thần dược sư trở thành truy tùng giả của bọn họ tiếu đệ dùng thân phận của ngươi có thể cho chúng ta ở chỗ này nếu ngươi không vào thì chúng ta không có tư cách vào lăng phi nói ngũ ca sao nói lời này lăng tiếu còn không rõ chuyện gì xảy ra chỗ này chỉ mở ra với người có thiếp mời là chuyên nơi chuyên môn phục vụ cho thần dược sư tham gia đại hội mà thôi lăng phi giải thích ha ha, thì ra là như vậy, xem ra ta còn được ưu ai đấy. Lăng tiếu cười nhạt một tiếng, lại dẫn dám người lăng phi đi tới tửu lâu xa hoa kia. Nhưng mà bọn họ chưa tới gần thì có thần vương ngăn cản. Trong đó một tên thần vương cao dài mặt đen quát, không thể đi vào, các ngươi không biết quy củ hay sao. Lăng tiếu đang lúc nói cái gì thì bên cạnh có một đoàn người đi qua. Tên thần vương mặt đen lập tức cúi người tươi cười, nói, liêu thần sư ngươi đến a, à, nhanh, nhanh mời vào, Mười người phía sau hắn cũng không người xuống, giống như nghênh đón khách quý cao cấp gì đó. Đám người lăng tiếu nhìn qua có 8 người đi vào bên trong, cầm đầu là một tên đang ngẩng cao đầu dùng hai lỗ mũi nhìn người, bước đi như con rùa mà tưởng bản thân mình rất khóc. Người này dáng người không cao, tướng mạo có thể nói có chút bình thường, không, phải nói là xấu xí. Ngũ quan của hắn phối hợp với nhau khiến người ta có cảm giác quỷ ý, bên phải cái miệng rộng có nốt ruồi. To, trên nốt ruồi này còn có hai cọng lông mọc dài, nhìn qua thập phần ác tâm cay nghiệt chương 2111, kỳ thật xấu xí không phải lỗi tại ngươi. Nhưng người này hết lần này tới lần khác lại là thần dược sư, hơn nữa còn là thần dược sư rất trẻ, hôm nay chỉ mới 4.000 tuổi, còn là một gã thần vương thấp giai đỉnh phong. Ở tuổi này đạt tới thần vương, lại là thần dược sư xem như rất khó tìm. Nếu không có thiên phú luyện dược, thực lực có mạnh hơn nữa cũng không thể trở thành thần dược sư. Người này tên là Liêu Dần, là công tử Liêu Gia Thế gia luyện dược ở thiên nguyên địa vực. Vài năm trước hắn trở thành thần dược sư, đạt được triệu kiến công khai của dược minh công hội và gia trưởng trong gia tộc, cho nên ở thiên nguyên địa vực xem như nổi danh. Đi theo hắn đều là người liêu gia, có một tên là bán thủy thần cùng bốn gã thần vương, hai bên người hắn là hai nữ nhân ngực lớn mông to xinh xắn, nhìn qua rất khí khái. Nhìn từ mặt ngoài thì ai cũng cho rằng hai nữ nhân này đều là tiểu thư khuê các. Liêu dần nhìn qua tên thần vương mặt đen, dùng lỗ mũi hư một tiếng, nói, ân, căn phòng của bản thần sư nằm ở đâu? đại bộ phận thần dược sư đều đến, sáu gian phòng tốt nhất ta đều lưu lại rồi, vừa đủ cho người của Liêu thần sư dùng." Tên thần vương mặt đen nói. Tên thần vương mặt đen này là quản sự tiếp đãi thần dược tên, tên là Lưu Hắc Tử, bình thường hắn là một trong những thống lĩnh bảo vệ Thiên Nguyên chi thành. Căn phòng ở nơi này không thiếu, Lưu Hắc Tử cố ý nói thế là định nọt Liêu dần. Tới cảnh giới của hắn thì không cần thần vương đan, nhưng mà đệ tử và đồ tôn của hắn lại cần. Có thể bợ đỡ tốt mỗi một thần dược sư bản thổ, đối với lưu hắc tử hắn mà nói đều là tư nguyên tốt nhất nói không chừng người ta ngày sau trở thành trí tôn dược thần khi đó có khả năng được ban thưởng đấy liêu dần rất hài lòng gật đầu cười nói ha ha hảo hảo lưu thống lĩnh ngươi đúng là hiểu chuyện lưu hắc tử chỉ nói sáu gian phòng có năm gian tự nhiên phải phân cho người khác mặt khác gian phòng khác là cho hắn và hai mỹ nữ ở rồi liêu dần nghe được lưu hắc tử nói chuyện rất thoải mái a à. nhưng mà sau khi lưu hắc tử muốn nghênh tiếp bọn họ vào trong đám người lăng tiếu đi vào cửa thủ hạ của Lưu Hắc Tử lại ngăn cản đường đi của bọn họ, một người trong đó quát, lập tức cút ra, đây là nơi tiếp đãi thần dược sư, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Người được tiếp đãi trong tử quán này đều là thần dược sư, bọn họ sẽ mặc áo choàng thần dược sư, trước ngực mang theo huy chương, bày ra thân phận. Thế nhưng mà đám người lăng tiếu bộ dáng võ trang, ai nhìn cũng cho rằng bọn họ là võ giả, làm gì giống luyện dược sư. Cho nên đám hộ vệ nghênh đón ngăn cản đám người lăng tiếu. Lăng tiếu nhíu mày lên, đang định mang thiếp mời của mình ra lúc này bên ngoài có tiếng nói vang vọng đám nhà quê các ngươi từ nơi nào tới đây chẳng lẽ không biết từ lâu này chỉ tiếp đãi thần dược sư sao lập tức cút ra chớ cản đường bản thần sư nói chuyện chính là liêu dần đang ôm hai nữ nhân tiếng nói của hắn tự đại sợ người bốn phía không biết hắn là thần dược sư đây là hài kịch gì thế khi thật xấu xí không phải lỗi tại ngươi nhưng mà đi ra ngoài dọa người là ngươi không đúng chẳng lẽ phụ mẫu của ngươi không dạy đạo lý này cho ngươi biết sao Lăng Tiếu chán ghét khinh thường nói với Liêu Dần một câu. Người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng. Thế nhưng mà người khác bất kính hắn, còn ác tâm phạm. Hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cho đối phương mặt mũi. Lăng Tiếu thực sự không phải là người sợ mạnh hiếp yếu, trái lại hắn rất chán ghét những gia hỏa như thế này. Nếu không phải đang ở địa bàn của người khác, hắn muốn tát tên này trước rồi nói sau. Ngươi, ngươi nói cái gì, ngươi có gan nói lại một lần. Bản thần sư không giết ngươi tiết hận thì ta khôn họ liêu trong nháy mắt liêu dần tức giận chỉ vào lăng tiếu quát lên hắn ghét nhất là người nào nói hắn xấu xí cũng bởi vì diện mạo này mà từ nhỏ hắn đã bị người ta chê cười nhưng hắn hóa đau khổ thành lực lượng càng không ngừng cố gắng luyện đan chỉ có trở thành một gã luyện dược sư xuất sắc mới thay đổi tất cả thông qua hắn cố gắng hắn từ một luyện dược sư bình thường trở thành một gã thần dược sư địa vị trong gia tộc tăng cao những người từng cười nhạo hắn đều biến thành nịnh hót bỡ đỡ hắn những nữ nhân chán ghét hắn càng hận không thể ôm đùi hắn làm tiểu thiếp của hắn. Đã lâu rồi không ai nói với hắn như vậy, thế nhưng mà tiểu tử trước mặt dám nói thế, hắn không thể không tức giận a. À. Sau đó Liêu dần gào thét lên, Lưu Hắc Tử lập tức tới trước mặt đám người lăng tiếu quát lên. Lập tức dập đầu nhận tội với Liêu thần sư, bằng không ngươi đừng hòng rời khỏi Thiên Nguyên chi thành này. Giọng của hắn vừa vang lên, thủ hạ dưới tay của hắn lập tức vây quanh dám người lăng tiếu vào trong. Đám thần vương bên ngoài cũng gia nhập vào, liền quát lên. Đúng là lớn gan chó mà, dám nhục mạ thần dược sư đúng là chán sống thật bắt bọn chúng lại đi toàn bộ phế tu vị gian đe xem bọn chúng dám to gan như vậy không ta cảm thấy như vậy quá tiện nghi cho chúng sau khi phế bọn chúng cũng phải dẫn toàn thành thị uy xem về sau còn có ai dám bất kính với liêu thần sư không nói đúng đám người này không biết tới từ nơi nào lại không biết quy củ đáng chết mà giết chúng đi dám gây ảnh hưởng cho thần dược sư lăng tiếu nói một câu đã kích động người chung quanh không thể không nói thần dược sư tại thiên nguyên địa vực có địa vị rất tôn sùng lăng phi nhìn qua lăng tiếu nói nhanh cầm thiếp mời ra đừng có để đám nhạn này nhảy múa hài kịch nữa chỉ cần lăng tiếu bày thân phận thần dược sư ra những người khác cũng không dám chế nhạo bọn họ lăng tiếu lắc đầu tạm thời không nên lộ ra hắn còn muốn nhìn xem vở hài kịch này diễn như thế nào nghe không đấy dám bất kính với bản thần sư là ngươi tìm chết liêu dần thập phần đắc ý nói ra ngừng lại một chút và nói chỉ cần ngươi chui qua háng của ta dập đầu nhận sai làm cho bản thần sư thỏa mãn bản thần sư tha ngươi một mạng liêu dần đang nói thì mở hai chân ra chìa chìa dưới háng ý bảo lăng tiếu chui qua liêu thần sư đúng là khoan hồng đại lượng a lưu hắc tử vừa theo lại nhìn qua lăng tiếu quát nghe không có liêu thần sư khoan hồng cho ngươi nhanh quỳ xuống chui qua sau đó bên ngoài tử lâu có không ít người xem náo nhiệt đám người này nhìn lăng tiếu mất mặt ra sao cảm thấy đám người Lăng Tiếu cá không thức thời, cũng không nhìn xem đây là nơi nào, dám bất kính với thần dược sư. Đám người Lăng Tiếu trở thành bia cho người ta ngắm, nếu bọn họ dám ồn ào thì chuyện này cũng náo lớn hơn. Lăng Tiếu muốn nói cái gì đó, Lăng Phi lại nói, ngươi tưởng chỉ có ngươi là thần dược sư sao? Thiên Long môn chúng ta cũng có, vị này chính là thần dược sư đại biểu. Chương 2112, thần nữ điệp kiều 1. Lăng Phi cũng không muốn gây chuyện, cho nên không thể chờ đợi được chỉ Lăng Tiếu nói ra hắn không nói còn may hắn vừa nói như vậy đám người liêu dần lập tức cười to ha ha dựa vào mô đầu tiểu tử này là thần dược sư ta nhìn đầu óc của ngươi có phải bị cửa khẹp rồi không liêu dần cười nói ngừng một chút và nói ta đếm ba tiếng nếu không quỳ xuống chui qua mặc kệ các ngươi là người nào tuyệt đối không thể rời khỏi thiên nguyên chi thành nhanh quỳ đi bằng không đừng trách chúng ta không khách khí lưu hắc tử là tay sai của liêu dần quát to lên ngay sau đó có một giọng nói vang lên Đúng là náo nhiệt a, à, chắn ở trước cửa làm gì, còn không nhanh tránh ra. Giọng nói này đầy ngạo ý, dường như hắn mới là chủ nhân của nơi này, so với Liêu Dần còn cao ngạo hơn. Người chung quanh tránh ra, chỉ thấy một gã nam tử anh tuấn đi vào trong. Đầu tóc của hắn hỏa hồng, áo choàng luyện dược sư sáng ngời và huy chương biểu lộ thân phận của hắn. Hắn mang theo bốn người, bốn người này có hai người là bán thủy thần, có một gã thần vương cao dai và một nữ nhân, nàng có thực lực thần vương trung dai. Mau nhìn, đây không phải phần gia phần tĩnh lương thần dược sư sao. Hắn cũng đến a, à, thần dược sư luyện đan đại hội lần này đúng là náo nhiệt. Phần tĩnh lương thần dược sư chỉ có 3.000 tuổi, so với liêu dần thần dược sư tiến cảnh còn nhanh hơn. Nhỏ giọng chút, ai không biết phần tĩnh lương thần dược sư có thúc phục là thần dược sư của công hội chứ. Hắn là người có cơ hội trở thành trí tôn dược thần nhất đấy. Nghe nói liêu ra cùng phần ra là thế giao, xem ra đám nhà quê này đẹp mặt rồi. Cũng không phải sao, dám bất kính với thần dược sư, đúng là chán sống. Liêu dần thấy rõ đến người, vội vã buông hai nữ nhân kiều mị ra, ngay lập tức chạy tới trước mặt phần tĩnh lương nói, lương đệ ngươi đến rồi, hương hương mội tử cũng tới, tốt, thật sự là tốt. Liêu dần dù nói chuyện với phần tĩnh lương nhưng mà, đôi mắt dâm dục nhìn qua nữ nhân bên cạnh phần tĩnh lương, nước miếng sắp chảy ra. Không thể không nói nữ nhân đi theo phần tĩnh lương, còn đẹp hơn hai nữ nhân mà hắn mang theo, dáng người còn bóng lửa hơn nhiều, nam nhân nào nhìn thấy đôi mắt cũng sáng ngời. Nữ nhân này là tỷ tỷ của phần tĩnh lương, phần tĩnh hương, nàng nhỏ tuổi hơn liêu dần một chút, cho nên liêu dần gọi nàng mà muội tử cũng không thất lễ. Nhưng mà phần tĩnh hương nhìn hắn với ánh mắt chán ghét, cũng không có đáp lời hắn. Phần tĩnh lương thì khách khi nói, thì ra là liêu ca, sao đứng ở đây? Còn không phải mấy tên nhà quê này xem thường thần dược sư chúng ta sao, còn dám mắng ta, còn muốn đi vào tử lâu, đúng là mù mắt rồi, ca đang giáo huấn bọn chúng một chút. Liêu dần chỉ vào đám người lăng tiếu nói ra, tiếp theo hắn nói với Lưu Hắc Tử, nếu bọn chúng không muốn quỳ chui qua háng của ta, vậy thì phế đi. Đây chính là cường long không áp địa đầu xà. Mà đám người trước mặt không phải địa đầu xà đơn giản như vậy, bọn chúng chính là mãnh hổ, ai dám đắc tội bọn chúng thì kết cục rất thảm. Đám người lăng tiếu, lăng phi vừa tới thiên nguyên chi thành đã gặp chuyện này, không thể không nói là xuất sư bất lợi. Còn xảy ra chuyện này, nói nghe xem là ai lớn mật xem thường thần dược sư chúng ta vậy? Phần tĩnh lương còn e thiên hạ không loạn nói ra. ngay lúc này lưu hắc tử lập tức cúi người đi lên, thêm mắm thêm muối nói ra. trong lời hắn nói lưu dần tự nhiên là hóa, thân chính nghĩa, mà đám người lăng tiếu chính là tiểu nhân gian tà, không đáng một đồng. đám người lăng tiếu, lăng phi không thể không bội phục khẩu tài của gia hỏa này, bổn sự chuyện không nói có rất không nhỏ, a, à, phần tĩnh lương nghe xong việc này đem ánh mắt nhìn qua đám người lăng tiếu và ánh mắt đâm chiêu, nói, thú vị thú vị, các ngươi còn dám tiến vào dược hương lâu, lại nhục mạ liêu ca, đúng là không biết sống chết mà. Lương đệ, hương muội chúng ta không nên quan tâm dám nhà quê này, lưu thống lĩnh lập tức phế chúng cho ta, ta không muốn nhìn thấy bọn chúng ở chỗ này. Liêu dần vẫy tay nói ra, đám ngươi lưu hắc tử gật đầu, lập tức ý bảo những người khác động thủ với đám người lăng tiếu. Làm càn, dám khi dễ người thiên long môn chúng ta, Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, khí tức bán thủy thần hơi bộc phát, đẩy lùi đám thần vương ở gần ra ngoài. Tên Lưu Hắc Tử đứng mũi chịu sào, hắn bị chấn bay ra xa, nếu không phải Lăng Phi thủ hạ Lưu Tình, trực tiếp chấn hắn trọng thương cũng không có vấn đề. Bán thủy thần sau lưng Liêu dần, phần Tĩnh Lương lúc này cảnh giác, bảo hộ bọn họ sau lưng. Phản rồi, các ngươi còn dám phản kháng, mọi người cùng xông lên, diệt đám này cho ta. Lưu Hắc Tử ra nan bò lên và sắc mặt đen khó nhìn, quát, không quản khỉ rõ thực lực của đối phương cường đại những chuyện này hắn không sợ chỉ cần phát sinh chiến đấu thì tin tưởng trưởng lão ngoại môn thực lực bán thủy thần sẽ tới đây trợ giúp ngay huống hồ sau lưng liêu dần phần tĩnh lương còn có bán thủy thần tọa chấn hắn còn không sợ đám người này lật trời vào lúc này thần vương bốn phía định động thủ lại có giọng nói từ bên ngoài vang lên lưu hắc tử rốt cuộc xảy ra chuyện gì có người gây sự sao giọng nói vang lên và có ba người đi tới hai lão giả và một nữ nhân tuyệt diễm tổ hợp này lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất là nữ tư ở giữa nàng có mái tóc dài như thác nước má ngọc được khăn xa hơi mỏng che lại lộ ra đôi mắt dễ thương mê người trên trán có chiến vân hỏa diễm cổ của nàng sáng như ngọc ngà lóe sáng hào quang như ngọc trên người của nàng mặc áo choàng luyện dược sư nhưng vẫn không cách nào che giấu được tư thái thước tha của nàng còn có bờ mông đầy đạn nhô cao cho dù là kẻ nào cũng bị tư thái của nàng hấp dẫn mà nàng ăn mặc giống nam trang càng có thêm tư vị hấp dẫn khiến người ta sinh lòng mơ màng phần tĩnh hương là mỹ nữ nhất đẳng nhưng so sánh với nữ nhân này vẫn có tranh lệch tranh lệch này còn có khí chất không bằng nữ nhân này phong tình vạn trùng không nam nhân nào không bị nàng hấp dẫn phần tĩnh hương nhìn thấy nữ nhân tới đôi mắt dễ thương mang theo vài phần đố kỵ nhưng nàng che giấu vô cùng tốt nàng nói yên muội muội rất lâu không gặp người vẫn rất mê người đấy phần tĩnh hương và hai nữ nhân sau lưng phần tĩnh lương cùng với Liêu Dần đều ganh tị nữ nhân này. Bọn họ cũng biết nữ nhân này là thiên chi kiều nữ của Dược Minh Công hội thiên, chính mà thần nữ được vạn người chú mục trong tòa thành này. Người bốn phía đại bộ phận biết thân phận của nữ nhân này, cùng hạ giọng nói nhỏ. Đây chính là thần nữ của công hội, là đệ nhất mỹ nữ của thiên nguyên địa vực, tên là Yên Điệp Kiều Yên Thần Sư. Đúng là nàng rồi, nàng chính là bảo bối của ba vị điện chủ, cũng là người nối nghiệp của bọn họ, không nghĩ đến nàng còn xuất hiện ở chỗ này chương 2113, thần nữ Điệp Kiều, 2. Đúng vậy a, à, nàng hiện tại còn chưa tới 300 tuổi, nhưng đã là thần vương rồi, còn là thần dược sư hàng thật giá thật, phần thiên phú này ở trong thiên nguyên địa vực, không, phải nói là đệ nhất trong thiên vực. Ngươi nhìn Liêu thần sư cùng Lương thần sư kia, bọn họ nhìn thấy Yên thần nữ cũng phải ngưỡng mộ đấy. Nếu ai lấy nàng làm thê tử, chính là phúc phận tu ba đời đấy. Nam nhân theo đuổi nàng xếp hàng dài mấy ngàn dặm, nhưng mà yêu cầu của thần nữ rất cao, Phàm phu tục tử không có tư cách theo đuổi nàng yên điệp kiều đứng đó khiến mọi người thấp giọng nghị luận về nàng lưu hắc tử lúc này đi lên quỳ gối nói bái kiến thần nữ bái kiến hai vị trưởng lão yên điệp kiều là thiên tri kiều nữ trong dược minh công hội có địa vị vô thượng mà hai lão giả này có thực lực bán thủy thần còn là trưởng lão nội môn lưu hắc tử chỉ là thống lĩnh ngoại môn nên phải cung kính nịnh nọt nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì vì sao huyên náo động võ trong thành lão giả áo đen hỏi lưu hắc tử yên điệp kiều và phần tĩnh hương nói chuyện với nhau mà lưu hắc tử lại nói chuyện xảy ra với lão giả một lần lúc lưu hắc tử nói xong liêu dần cũng đi lên chấp tay với hai lão giả nói hai vị trưởng lão lưu thống lĩnh nói là sự thật còn mời hai vị trưởng lão làm chủ thay ta phần tĩnh lương cũng nói người này bất kính với luyện dược sư chúng ta theo như quy định là không tha được miễn cho sau này người nào cũng có thể ô nhục chúng ta hai tên lão giả gật đầu bọn họ cũng là luyện dược sư dù không phải thần dược sư nhưng cũng lấy thân phận này làm vinh hạnh, tự nhiên sẽ giúp lưu dần cùng với phần tĩnh lương. Nhưng mà hai lão giả còn chưa lên tiếng, lại nghe Yên Điệp Kiều hỏi Lưu Hắc Tử, "Lưu thống lĩnh, thần dược sư của Thiên Long Địa vực Thiên Long môn có tới hay chưa?" Giọng của Yên Điệp Kiều rất nhu hòa, cho người ta cảm giác êm tai, thập phần thanh thúy dễ nghe. Lưu Hắc Tử không hiểu vì sao Yên Điệp Kiều hỏi thế, vội vã nói, "Còn không." Hắn còn chưa nói xong, bỗng dừng nhớ tới vừa rồi người ta đã báo danh Hình như là người Thiên Long môn a, à. chẳng lẽ bọn họ thật sự có thần dược sư? Trên trán Lưu Hắc từ lúc này chảy mồ hôi lạnh, không biết nên trả lời thế nào. Còn không đến sao? Thật sự là đáng tiếc. Yên Điệp Kiều nhíu mày than thở, "Yên thần nữ, không có gì đáng tiếc cả, gia hỏa kia chỉ là mua danh chuốc tiếng mà thôi, nào dám tới đây luận bàn với chúng ta chứ?" Phần Tĩnh Lương ở bên cạnh nói. Liêu Dần cũng chen lời nói, "Yên thần nữ, chẳng lẽ ngươi nói chính là luyện dược sư trẻ tuổi nhất sao?" Yên Điệp Kiều cũng chẳng có hào cảm với hai người này, nhưng cũng gật đầu xem như hưởng ứng. Không tới thì thôi, Hà Thúc, Trần Thúc việc này do bọn họ xử lý đi, chúng ta về trước đã. Yên Điệp Kiều nói với hai lão giả. Nàng đang xoay người, lại nghe Lưu Hắc Tử chỉ vào đám người lăng tiếu nói ra. Thần nữ, hắn, bọn họ vừa mới nói là người của Thiên Long Môn. Lưu Hắc Tử nói ra lời này thì thần sắc Lưu Dần cùng với phần tĩnh lương cứng đờ, nhất là Lưu Dần thần sắc khó coi, nếu như đối phương thật sự là thần dược sư của thiên long môn vậy những lời hắn vừa nói là lời nói láo cũng không dám làm gì người ta cả dù thiên long môn không ở thiên nguyên địa vực nhưng mà cũng là hào môn cao nhất của thiên vực mà thần dược sư được mời tới còn chưa tới trăm tuổi còn được dược minh công hội coi trọng yên điệp kiều nhìn qua đám người lăng tiếu nhìn qua đám người lăng tiếu vào đó ánh mắt cũng dừng ở trên người lăng tiếu đôi mắt dễ thương chấn động chắc hẳn ngươi chính là lăng tiếu lăng thần sư lăng tiếu đang định nói thì yên điệp kiều nói tiếp ngươi không nên phủ nhận ta nhìn thấy thủy tinh ký lục của ngươi rồi dáng người của ngươi không có biến hóa huy chương của ngươi là ta phát nếu không phải nhìn qua còn không dám xác định là ngươi đấy yên điệp kiều cười tự diễu nhưng lại mang cho người ta cảm giác thoải mái lăng tiếu cười nhạt nói ngươi đã biết còn hỏi nghe được hai người đối thoại lưu hắc từ lúc này hối hận xanh ruột vừa rồi hắn còn quát mắng một thần dược sư còn không cho người ta tiến vào dược hương lâu xong rồi ha ha gia hỏa ngươi đúng là khác biệt còn không có mặc áo choàng thần dược sư ngay cả huy chương còn không mang chẳng lẽ ngươi thích làm việc điệu thấp sao yên điệp kiều hứng thú nhìn lăng tiếu nói ra dường như xem thấu lăng tiếu nàng vẫn cho rằng mình có thiên phú luyện dược cực cao từ nhỏ được ba vị trí tôn dược thần lão gia tử xem như bảo bối bồi dưỡng nàng trong mấy trăm năm ngắn ngủi trở thành thần dược sư tuổi tác của nàng trở thành thần dược sư dù không phải là người trẻ tuổi nhất nhưng cũng có thể so sánh với những yêu nghiệt thời viễn cổ đáng tiếc nàng ngồi trên bảo tọa thần dược sư trẻ tuổi nhất nóng chỗ đã bị một gã thần dược sư tới từ thiên long địa vực thiên long môn ép xuống chuyện này làm nàng buồn bực không thôi nàng thậm chí muốn nhìn thấy có phải gia hỏa này có phải đạt được truyền thừa thượng cổ hay không sao có thể ở tuổi này đạt tới cảnh giới như vậy hôm nay nhìn thấy gia hỏa này càng trẻ tuổi anh tuấn và bá khí nhưng mà không biết chân tài thực học thế nào lăng tiếu sở mũi nói có lẽ chính vì quá điệu thấp có ít người cảm thấy thiên long môn chúng ta dễ khi dễ ngay cả cửa cũng không cho vào còn đang định quay về thiên long địa vực đấy đáng tiếc chúng ta cũng nên đi vốn định tham gia thịnh hội xem anh kiệt các nơi đáng tiếc tố chất nhâm phẩm quá kém ánh mắt lăng tiếu như có như không nhìn qua lưu hắc tử liêu dần phần tĩnh lương thân thể lưu hắc tử run lên vội vã tiến lên quỳ trước mặt lăng tiếu nói vị thần dược sư này tại tại hạ có mắt không tròng ta thật không cố ý bên trong còn có căn phòng thượng đẳng ngài ngài tùy thời có thể vào nghỉ ngơi. Tố chất nhân phẩm thực tranh lệch. Lời này không chỉ nhắm vào Lưu Hắc Tử, mà còn có Lưu Dần, phần tĩnh lương cùng với người vừa rồi muốn động thủ với bọn họ nữa. Người ta chỉ là chưa kịp xuất ra thiệp mời thôi, đã từ bên ngoài kết luận bọn hắn không phải thần dược sư, còn mở miệng ô nhục người ta, càng kích động những người khác động thủ. Đây đúng là tố chất nhân phẩm tranh lệch tới cực điểm. Liêu dần và phần tĩnh lương không sợ đắc tội lăng tiếu, bọn họ đều có thân phận thần dược sư cả, nhưng Lưu Hắc Tử chỉ là một cái ngoại môn thống lĩnh mà thôi, hơn nữa còn phụ trách tiếp đãi thần dược sư đến từ các nơi, giờ hắn đắc tội với Lăng Tiếu quả thực là thiên đại lỗi a. Huống chi hiện giờ thần nữ trong công hội nội cũng đã đến, hắn không thể không lập tức biến thành cháu trai, cải biến thái độ hy vọng có thể được Lăng Tiếu tha thứ. Lăng Tiếu nhìn Lưu Hắc Tử như cháu trai ở trước mắt, trong lòng lại không có nửa điểm đồng tình. Chương 2114, Trí Tôn Dược Thần mới là đích của bản thần sư, 1 Ta nghe nói vừa rồi chỉ còn lại áo gian phòng, là chuyên môn lưu cho vị lưu thần sư này. Ta cũng không dám đoạt chỗ tốt của hắn, miễn cho bị các ngươi lấy nhiều khi ít. Ta còn muốn giữ lại mạng nhỏ quay về Thiên Long môn nữa đấy. Lăng Tiếu không chút khách khí mỉa mai nói. Tiếp theo hắn nói với Lăng Phi, Ngũ Ca, nếu người ta đã không chào đón chúng ta, chúng ta đi thôi. Dù sao ta đối với luyện đan đại hội này cũng không hứng thú lắm. Lưu lại bị địa đầu xà ở đây phế bỏ tu vi của chúng ta, đây chính là chuyện cực kỳ mất mặt Thiên Long môn a. Lăng Tiếu dứt lời cũng không để ý tới Yên Điệp Kiều, muốn mang theo những người khác cùng rời đi. Chuyện này, đừng a, à, Lăng Thần sư, ta, ta bị mù mắt rồi, ngài là thần dược sư tôn quý đừng chấp nhặt một tiểu nhân vật như ta có được không? Lưu Hắc Tử quỳ xuống lôi kéo Siêm Y Lăng Tiếu. Yên Điệp Kiều cũng không nghĩ tới Lăng Tiếu rõ ràng làm ra lựa chọn như vậy, trong đôi mắt đẹp kia không khỏi nhộn nhạo thần sắc giảo hoặc. Lúc này, một gã bán thủy thần ở bên người nàng đưa tay khẽ hấp, kéo Lưu Hắc Tử trở về, ngay sau đó hung hăng tát một cái vào ót Lưu Hắc Tử. Ba! Lưu Hắc Tử lập tức như đạn pháo bắn bay ra ngoài, một vòng máu tươi phun tung tóe ra. Một tát này mặc dù không lấy mạng hắn, nhưng lại đánh cho hắn hồ đồ rồi. Dẫn hắn xuống cho ta, cách chức thống lĩnh của hắn." Bán Thủy Thần áo đen kia hừ lạnh nói, tiếp theo hắn nhìn Lăng Tiếu Thản nhiên nói, không biết vị thần dược sư này thấy ta xử trí như vậy có thỏa đáng không? Bất kể là thần dược sư bản địa hay thần dược sư từ các nơi đến, dược minh công hội đều đề xướng đối xử như nhau tuyệt đối không thể để cho bất luận luyện dược sư nào chịu ủy khuất được vị nội môn trưởng lão này rất biết làm việc lập tức liền xử lý mọi việc này như vậy không chỉ có lộ ra dược minh công hội bọn hắn tuyệt đối sẽ không thiên vị trong việc đối đãi càng cho bọn người lăng tiếu một câu trả lời thỏa đáng nếu bọn người lăng tiếu còn cường hành muốn rời đi vậy chỉ có thể nói rõ bọn người lăng tiếu không độ lượng người này vỗ một tát vào ót lưu hắc tử nhưng trên mặt Lưu Dần lại nóng rát, tựa hồ khó chịu như tát vào mặt hắn vậy. Vừa rồi Lưu Hắc Tử nếu không phải vì nịnh nọt hắn, Lưu Hắc Tử cũng sẽ không có kết cục như thế rồi. Lúc này hắn không ra, người khác sẽ cho là hắn là mềm trứng rái nữa. Thì ra vị này chính là thần dược sư trẻ tuổi nhất đến từ Thiên Long môn, ăn mặc một bộ võ phục như võ sĩ thế kia, lại không đeo huy chương Dược Minh công hội chúng ta, xem ra là không để nghiệm chứng của Dược Minh công hội chúng ta ở trong lòng rồi. Liêu dần lớn lên xấu, nhưng đầu óc vẫn có một chút, lập tức chỉ ra lăng tiếu bị lưu hắc tử ngăn lại là có nguyên nhân cả. Nguyên nhân này chính là do lăng tiếu không mặc áo choàng luyện dược sư như bọn họ, cũng không đeo huy chương thần dược sư, lưu hắc tử ngăn cản bọn hắn cũng là điều bình thường. Phần tĩnh lương cũng ở một bên giúp đỡ nói, liêu ca lời này của ngươi nói đúng, có lẽ người ta khinh thường luận bàn với chúng ta a, à. có lẽ người ta cho rằng dược minh công hội chúng ta cũng không có gì đáng nói cả, hai người một tung một hứng ngược lại rất được người bốn phía đồng tình hiển nhiên tới nơi này tham gia luyện đan đại hội đều là thần dược sư ngươi rõ ràng không mặc áo choàng luyện dược sư thì cũng thôi đi ngay cả huy chương nghiệm chứng do dược minh công hội phát cũng không mang theo đây rõ ràng là coi rẻ công hội mà lão già áo đen nghe hai người nói xong lông mày cũng hơi nhíu một chút ánh mắt cũng rơi vào trước ngực lăng tiếu lăng tiếu nghiền ngẫm cười cười nói các ngươi quả thật nói đúng các ngươi bản thần dược sư thật đúng là không để vào mắt Ngươi nói cái gì, có gan lập lại lần nữa. Liêu dần lập tức bị chọc giận giống lớn lên. Phần tĩnh lương ở bên cũng xanh mặt nói, thật sự là khẩu khí thật lớn, không sợ đau đầu lưỡi sao. Lúc chúng ta đang luyện đan, ngươi vẫn còn trong bụng mẹ đấy, rõ ràng dám nói ra lời như vậy, ta cảm thấy thân phận của ngươi có vấn đề. Nếu không mang ra được huy chương thần dược sư ta có quyền hoài nghi ngươi là giả. Những người khác cũng nhao nhao trách móc kêu lên, mà lúc này thần dược sư trong tử lâu, cũng đều đi ra nguyên một đám nhị bọn người lăng tiếu, vẻ mặt như muốn xem kịch vui yên điệp kiều cũng không nói gì ánh mắt không nháy lấy một cái nhìn lăng tiếu vẫn đang chấn định tự nhiên thật hiếu kỳ không biết hắn giải quyết vấn đề này thế nào đây lăng tiếu vẫn treo nụ cười lạnh nhìn xem những người này nói các ngươi tố chất tranh lệch quả thật là tố chất tranh lệch ta quả thật nói các ngươi không sai tiếp theo hắn lấy ra huy chương thần dược sư vuốt vuốt trong tay nói các ngươi nói là đồ vật này sao nó ở trong mắt các ngươi có lẽ thật sự là đại biểu cho vinh quang trí cao vô thượng nhưng trong mắt ta cũng chỉ là vật bình thường thôi, ta vì sao phải đeo trên ngực cả ngày chứ? Thần dược sư không phải mục tiêu của ta, trí tôn dược thần mới là đích của bản thần sư. Lăng tiếu nói rất bình thản, nhưng thần sắc thông dong tự tin kia lại khiến lời này, lộ ra một cổ uy thế vô hình. Bọn người lăng phi nghe xong lời này của lăng tiếu, lập tức vì hắn lau mồ hôi lạnh, trong lòng đều thầm nói đây không phải là đang cháy đổ thêm dầu sao, lần này không xong rồi. Lăng tiếu cùng vọng tự đại, lập tức khiến tất cả thần dược sư đều nhen nhóm lửa giận, đều cảm thấy bị lăng tiếu triệt để coi rẻ ngươi nói cái gì không sợ đau đầu lưỡi sao rõ ràng dám không để thần dược sư vị vào mắt ngươi cho rằng ngươi là ai chứ đúng vậy thiên long địa vực có bao nhiêu năm không xuất hiện qua trí tôn dược thần rồi rõ ràng dám nói ra lời này quả thực là không biết tốt xấu loại tiểu tử miệng còn hôi sữa này thật sự không thể cùng ta tham gia luyện đan đại hội mau cút về thiên long môn của các ngươi đi thôi thật sự là trẻ tuổi khí thịnh a cho rằng lấy được huy chương thần dược sư là có thể không coi ai ra gì rồi, thật sự là khẩu khí thật lớn a. À, cút về thiên long môn đi thôi, dược minh công hội chúng ta không hứng thú với người như vậy. Lăng tiếu lời này thật sự đã khiêu khích khiến nhiều người tức giận, nguyên một đám đều mắng nhất, thật sự là muốn dùng nước miếng dìm cho lăng tiếu chết đuối rồi. Bọn người liêu dần và phần tĩnh lương nhìn xem lăng tiếu trên mặt sạch qua cười lạnh, phẳng phất muốn xem bộ dạng lăng tiếu chật vật cút ra khỏi thiên nguyên, chi thành buồn cười cỡ nào. Lăng Tiếu vẫn bất vi sở động, trong tay hắn lại nhiều ra một vật khác, ta không mặc áo choàng luyện dược sư, không đeo huy chương thần dược sư, đó là bởi vì ta còn là thiên thần vương của thiên long địa vực. Bài danh 488, thử hỏi ta hai đại vinh quang gia thân, các ngươi cho rằng ta sẽ coi trọng thân phận nào hơn. Chương 2115, trí tôn dược thần mới là đích của bản thần sư hai. Dứt lời, khí tức đỉnh phong thần vương trên người lăng tiếu lập tức bạo phát ra, một đầu tuyệt thế kim long trùng thiên vùng lên, mặt khác hắn một trường hướng lên trời, một cổ liệt hỏa hừng hực bộc phát ra như núi lửa phóng lên trời. Hỏa diễm hừng hực lập tức ngưng tụ thành một đầu hỏa long, song long một kim một một hông lớn đến mấy ngàn thước lóng lánh khắp thiên nguyên chi thành, lộ ra vô cùng uy vũ dị thường. Người không đạt tới đỉnh phong thần vương, ở bên này nguyên một đám đều bị ép đến lui ra sau, nguyên một đám đều phát ra tiếng kinh hô. Bọn hắn nhìn lăng tiếu khống chế hai đầu chân long uy phong lẫm lẫm, một cổ cảm giác thần phục đến từ bổn nguyên đang lên, mà huy chương thần dược sư cùng với lệnh bài thiên thần vương, ở trên không lập lòe không ngớt lộ ra vô cùng trói mắt đây chính là vinh quang mà bất luận kẻ nào cũng tha thiết mơ ước được một cái đã sống không uổng đời này rồi mà người trẻ tuổi này rõ ràng kiêm luôn cả hai quả nhiên là đã khai sáng ra lịch sử mới a à. những thần dược sư chỉ trích bọn lăng tiếu nguyên một đám trên mặt đều xấu hổ hiển nhiên thần dược sư so thiên thần vương vinh quang hơn một chút nhưng danh tiếng thiên thần vương ở mỗi đại địa vực đều là trụ cột tương lai có khả năng thành tựu trí tôn bọn họ cùng thiên thần vương cũng chỉ xem như ngồi ngang hàng thôi. Nhưng Lăng Tiếu không chỉ là thần dược sư, mà còn là thiên thần vương, hai thân phận này điệp ra cùng một chỗ, quả thực đã cách xa bọn họ cả ngàn dặm. Bọn hắn tuy được gọi là thần dược sư trẻ tuổi, nhưng thực lực của bọn hắn cường đại nhất cũng chỉ vừa bước qua trung giai thần vương thôi, muốn đạt tới đỉnh phong thần vương, bước qua trí tôn chi cảnh còn không biết cần bao nhiêu tuế nguyệt nữa. Muốn trở thành dược thần phải là trí tôn mới có cơ hội, mà bọn hắn hiện giờ cách trí tôn còn phi thường xa xôi đó là cảnh giới bọn họ tạm thời ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng lăng tiếu lại không giống, người ta đã là đỉnh phong thần vương, còn không phải đỉnh phong thần vương bình thường, mà thuộc hàng thiên thần vương, là tồn tại rất cơ hội thành tựu trí tôn. Dùng song trọng thiên phú của người ta, ai dám nói nhân ra hiện giờ không thể hướng trí tôn làm chuẩn chứ. Những người này nguyên một đám không dám lên tiếng nữa, bọn hắn đều đang lo lắng mình có phải đã đắc tội, với một tồn tại tương lai có thể trở thành trí tôn dược thần, hay không đây? Huống chi dùng thiên phú của người ta dược minh công hội, tuyệt đối sẽ vươn ra cành ô lưu, một khi người ta trở thành người dược minh công hội, vậy bọn họ tương lai sẽ thảm a. À. Mấy người theo Lăng Tiếu đến nguyên một đám nhìn Lăng Tiếu chấn nhấp quần hùng, trên mặt đều lộ ra dáng cười vui mừng. Bọn hắn thật quả thật sợ vừa rồi nếu như bị những người này hợp nhau tấn công, bọn hắn chỉ sợ sẽ phải chật vật rút lui. Đến lúc đó, ném chính là mặt mũi của Thiên Long môn, về sau ở thiên vực sẽ trở thành trò cười cho mọi người đàm tiếu liêu dần và phần tĩnh lương thần sắc đều biến thành như gan heo không biết phải làm gì cho đúng lúc này yên điệp kiều khẽ mở đôi môi nói lăng thần sư nơi này có chút nháo rồi không bằng người cùng chúng ta quay về điện thành nghỉ ngơi đi nàng vừa dứt lời tất cả mọi người càng trở nên khẩn trương khó coi đồng thời trong lòng đều vô cùng hâm mộ nếu như lăng tiếu sớm một bước đến lơ lửng chi thành đến tổng điện của dược minh công hội vậy không phải có nghĩa là lăng tiếu sẽ tiếp xúc được với trí tôn dược thần càng sớm hơn bọn họ một bước sao lăng tiếu còn chưa mở miệng lăng phi đã không thể đợi được nữa truyền âm cho hắn lập tức đáp ứng nàng lăng phi lên tiếng lăng tiếu cũng không có lý do gì phản đối huống hồ mục đích của hắn đã đạt được ở lại chỗ này cũng không còn ý nghĩa gì nữa lăng tiếu nhẹ gật gật đầu nói nếu vậy thì làm phiền rồi ta còn muốn bái phỏng ba vị trí tôn dược thần đại nhân đây lăng tiếu nói lời này rất nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai những người khác lại như đạn pháo nổ vang nổ cho bọn hắn đầu vắng mắt hoa vừa rồi bọn hắn còn nhục mạ người ta không ra gì bây giờ người ta lại có thể đến huyền phủ chi thành sớm một bước còn nói muốn bái phỏng ba vị trí tôn dược thần đây chính là vinh hạnh đặc biệt lớn lao a à. bọn hắn chỉ như những thằng hề ở trong mắt người ta quả thật chẳng là gì mọi người mở ra một lối đi yên điệp kiều ở phía trước dẫn đường cơ hồ cùng lăng tiếu sóng vai đi tới hai người như một đôi tiên đồng ngọc nữ cực kỳ xứng đôi nữ khí chất vô song phong hoa tuyệt đại mà nam thần phong tuấn lãng Ký Vũ Hiên ngang, đi cùng nhau quả thật là tuyệt phối. Liêu Dần, Phần Tĩnh Lương cùng với một ít thần dược sư khác trong mắt đều phát hỏa, nhưng lại không dám nói nửa câu. Đợi sau khi bọn hắn đi xa, Liêu Dần mới phi thường không cam lòng quát khẽ nói, "Tạp chủng cuồng vọng, đợi đến Luyện Đan Đại hội nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt." Phần Tĩnh Lương không nói gì, nhưng ánh mắt híp lại lại như có thể phun ra lửa. Ở Thiên Nguyên Địa vực, nam nhân ngưỡng mộ Yên Điệp Kiều nhiều không kể xiết, người người đều xem nàng là nữ thần trong mộng, Phần Tĩnh Lương cũng không ngoại lệ. Yên Điệp Kiều ngoại trừ bản thân mỹ mạo động lòng người ra, sau lưng còn có ba gã chí tôn, là toàn bộ Dược Minh công hội, hậu trường này quả thực khiến bất luận kẻ nào cũng phải hâm mộ định bợ. Chỉ cần cưới được nàng, không thể nghi ngờ là một loại đường tắt có thể nhanh chóng thành công. Chỉ là tầm mắt Yên Điệp Kiều lại không phải cao bình thường, bao nhiêu tráng niên tài tuấn cuồng dại vì nàng, càng không ngừng làm trò nịnh nọt nàng, nhưng không mấy người có thể khiến nàng khẽ liếc, chớ nói đừng nói gì đến bắt mất trái tim nàng. Phần Tĩnh Lương trở thành thần dược sư sớm hơn Yên Điệp Kiều một chút, lúc ấy Yên Điệp Kiều là thánh dược sư, hắn đã có ý với nàng rồi. Hắn có vị tộc thúc ở trong Dược Minh Công hội là một cao cấp trưởng lão, hắn biết rõ rất nhiều chuyện mà người ngoài không biết được, cho nên muốn thừa dịp mình trở thành thần dược sư cầu hôn với ba vị trí tôn kia, chỉ là kết quả lại cực kỳ tàn khốc. Yên Điệp Kiều rõ ràng xem thường hắn, mà trong Dược Minh Công hội, nàng cũng có một vị sư huynh đã sớm xem nàng là nữ nhân của mình rồi, mặt khác thiên hồ địa vực, Cường Đại cũng có một tên biến thái cực kỳ xuất sắc đã sớm có ý với nàng. Trong đông đảo người cầu hôn, hắn không có gì xuất chúng cả. Thế nhưng mặc kệ hắn có bị cực tuyệt hay không, hắn đều cho rằng nam nhân nhìn, như tên Vũ Phu kia tuyệt đối không xứng với nữ thần trong lòng hắn a. À, "Tiểu tử, chờ ngươi đến tổng điện rồi sẽ hiểu rõ cái gì gọi là làm trò hề." Phần Tĩnh Lương sệt qua cười lạnh thầm nói, "Thiên Nguyên Chi Thành là trung ương chi thành của Thiên Nguyên Địa vực, là thánh địa của luyện dược sư." Mà thành trong thành của Thiên Nguyên Thành mới là nơi đầu não huyết mạch của Thiên Nguyên Địa vực. Chương 2116, Huyền Phủ Chi Thành. Huyền Phủ Chi Thành là một tòa thành trì duy nhất có thể lăng không phiêu phù ở Thiên vực. Nó ở trên không trung ương Thiên Nguyên Chi Thành, có không gian cấm chế do Chí Tôn chỗ bố trí xuống ngăn cách, những người khác căn bản không thể nhìn ra sự hiện hữu của nó. Chỉ có mỗi lần cử hành luyện đan thịnh hội mới có thể triệt hồi cấm chế kia, khiến nó hiển lộ trong tầm mắt mọi người. Hiện giờ muốn đi vào Huyền Phủ Chi Thành này, Đương nhiên cần không gian trận phương chỉ định mới có thể đến được. Bọn người Lăng Tiếu, Lăng Phi sau khi theo Yên Điệp Kiều thông qua không gian trận đến Huyền phủ chi thành, lập tức liền bị tràng cảnh ở đây dọa cho chấn kinh. Quỳnh lâu ngọc vũ, ở đây rõ ràng tất cả đều dùng thánh tài thần liệu hiếm thấy xây thành, từng tòa giống như tiên cung thần điện giống như đột ngột mọc lên từ mặt đất, trên quan đạo đều các khối đá sạch sẽ như ngọc, đi trên đó cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Ở chỗ này như đặt mình trong thần địa xa xỉ vậy, lộ ra vô cùng cao quý dị thường ở tránh diện có một tòa cự điện như từ thái cổ đứng sừng sững, phát ra đại thế nguy nga đồ sộ, khiến người cảm thấy vô cùng mênh mông nhỏ bé. Tứ phương truyền đến mùi thuốc đầm đặc, mang đến cho người một loại cảm giác mỹ diệu khoan khoái. Chỗ này khắp nơi đều có thiên địa linh khí, bổn nguyên lực lượng càng nồng đậm hơn ngoại giới cả mấy chục lần. Phát triển trong hoàn cảnh như vậy, muốn không thành tài cũng khó khăn a. À. Hành tẩu trong thành ngoại trừ những đội tuần tra ra, những người còn lại đại bộ phận phần đều mặc áo choàng luyện dược sư, tùy ý xem qua, những luyện dược sư này số lượng không có một vạn cũng có tám ngàn. Đây vẫn chỉ là một góc băng sơn của dược minh công hội mà thôi. Không khó tưởng tượng dược minh công hội đến cùng nuôi dưỡng bao nhiêu luyện dược sư, cũng khó trách thế lực người ta lớn như vậy, lực hiệu triệu mạnh mẽ như vậy. Bọn người lăng tiếu, lăng phi đã sớm biết huyền phủ chi thành bất phàm, nhưng nghe danh không bằng gặp mặt, vẫn cảm thấy dược minh công hội này thật sự giàu đến nứt vách A. Bằng không sao có thể xây nên tiên điện thần cung chi thành như vậy chứ. Trải qua nhiều năm lịch lãm rèn luyện, Tâm tình Lăng Tiếu cũng không dễ gì có thể chấn động, sau khi kinh ngạc một thoáng hắn lại khôi phục thanh minh, ánh mắt khôi phục bình thản. Yên Điệp Kiều ở chỗ này uy vọng tự hồ rất cao, tất cả mọi người đều biết nàng, cùng nhau đi tới, tất cả mọi người thấy nàng đều phải cung kính ân cần thăm hỏi một tiếng. Yên Điệp Kiều cũng rất bình dị gần gũi, đều cười đáp lại tất cả mọi người. Nửa tháng sau ở chỗ này cử hành luyện đan đại hội, mặt khác thần dược sư tân tấn mới có thể được tiếp tới đây, điện thành mới có thể cởi mở. Yên Điệp Kiều ở một bên nhẹ giọng giải thích nói. Lăng Tiếu thỉnh thoảng lại nhẹ gật đầu, thần sắc lộ ra rất bình tĩnh, kỳ thật trong lòng lại không bình tĩnh chút nào. Trong lòng của hắn cảm khái vô hạn, Chí Tôn muốn thành lập thế lực như vậy quả nhiên có hùng tâm tráng trí lớn lao, mới có thể khiến Dược Minh Công hội phát triển thành bộ dáng như, hôm nay a hắn coi như đã được kiến thức sự cường đại của Dược Minh Công hội, mặc kệ là thế lực nào dám khiếu chiến với nó, tuyệt đối đều là tự chịu diệt vong. Chỉ bằng vào tài phú biểu hiện ra này thôi, cũng đủ để khiến cho cả đám thần vương bán mạng vì bọn hắn rồi. đi lại ở chỗ này, bọn người, lăng tiếu, lăng phi cảm ứng được những đội tuần tra kia mỗi người đều có thực lực thần vương. hơn nữa khí tức bán thủy thần cũng có rất nhiều. những thực lực mặt ngoài này THO đã mạnh hơn thiên long môn rất nhiều rồi. chớ đừng nói chi đến những nhân vật trí tôn ẩn giấu. dù lăng tiếu là loại không sợ trời không sợ đất, nhưng giờ cũng cảm thấy nếu không vạn bất đắc dĩ, thì tuyệt đối không muốn đắc tội với thế lực cấp bá chủ cường đại này a. À bằng không hắn cũng khó mà chịu nổi. Đương nhiên, hắn cũng bị tất cả tràng cảnh ở đây khơi dậy hùng tâm tráng trí của mình. Một ngày nào đó, sau khi hắn đạt đến đỉnh phong, cũng muốn xây nên hành cung cho mình, kiến tạo một nơi còn xa xỉ hơn cả thế này. Yên Điệp Kiều thấy Lăng Tiếu nói chuyện với nàng rõ ràng bình thản như nước, tựa hồ như không chút để mỹ nhân tuyệt sắc như nàng vào lòng vậy, không khỏi hơi phiền não. Nói như thế nào nàng, cũng là đệ nhất mỹ nhân được mọi người thiên nguyên địa vực công nhận, cũng là nữ nhân có thế lực nhất được công nhân, bất cứ nam nhân nào cũng muốn lấy lòng nàng, nào có nam nhân nào không muốn tiếp cận nàng, nào có nam nhân nào không nhún nhường dễ bảo quỳ gối nịnh nọt nàng đâu chứ. Thế nhưng lăng tiếu lại như không có bất kỳ phản ứng nào, khiến cho nàng hoài nghi tên này có phải là muốn đi một con đường riêng, cố ý làm vậy để khiến nàng chú ý hay không. Bất kể như thế nào, nàng cũng đều muốn xem luyện dược sư, trẻ tuổi nhất trong lịch sử này có thật có bản lĩnh thật sự hay không. Hà Thúc, ngươi an bài chỗ nghỉ ngơi cho mấy vị khách quý thiên long môn này đi, ta trở về bẩm báo một chút, Yên Điệp Kiều nói với lão giả áo đen một tiếng, tiếp theo nàng lại nhìn Lăng Tiếu hỏi, ngươi không phải muốn bái phỏng ba vị trí tôn dược thần sao? Ta hiện giờ đi hỏi ý, xem bọn hắn có nguyện ý hay tiếp kiến ngươi hay không, bất quá, nếu như ngươi không có nửa điểm thực học, vậy tốt nhất là đợi đến lúc luyện đàn đại hội bắt đầu đi. Yên Điệp Kiều lời này không thể nghi ngờ là nhắc nhở Lăng Tiếu đừng tự đòi mất mặt, bằng không bêu xấu cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Lăng Tiếu tự nhiên không để ý đến lời nhắc nhở của Yên Điệp Kiều, Dùng năng lực của hắn nói chuyện với trí tôn sao có vấn đề gì được, có lẽ còn có thể khiến hắn không cần đi tham gia luyện đan đại hội lần này, cũng có thể khiến thiên long môn đậu vào chút quan hệ với dược minh công hội, nữa ấy chứ. Đa tạ nhân tiểu thư nhắc nhở, bất quá ta vẫn hy vọng có thể gặp mặt tam lão một lần, cho dù là một vị trong đó cũng được, lăng tiếu thật sự không muốn tỉ thí với đám thần dược sư tự cho mình là đúng kia, như vậy sẽ giảm thân phận của ta, nếu như ba vị trí tôn dược thần sư cảm thấy ta không có tư cách gặp bọn hắn, vậy thì xem như ta chưa nói gì đi lăng tiếu mang theo vài phần kiêu căng nói hắn đã bộc lộ ra hai thân phận của mình vậy hắn sẽ dùng hành động để chứng minh hắn chỉ nhắm vào trí tôn dược thần làm chuẩn đối với thần dược sư đại bỉ này cũng không có hứng thú gì cả yên điệp kiều trong má nhộn nhào vài phần cảm xúc phức tạp hảo cảm trong lòng với lăng tiếu giảm xuống không ít lời này của lăng tiếu quá vọng uổng rồi rõ ràng không để các thần dược sư khác vào mắt nàng cảm thấy người như vậy không đủ ổn trọng không đủ bình tĩnh khó thành đại sự a Yên Điệp Kiều lại dặn dò một ít công việc sau đó liền rời đi. Chương 2117, bổn cung kiên quyết sẽ không bán đứng nhan sắc đâu. Một, lão giả áo đen kia lại mang theo bọn người lăng tiếu, đến một sương phòng cho khách nhân ở tạm nghỉ ngơi, còn an bài mấy người hầu để bọn hắn sai bảo, nếu có gì cần có thể phân phó bọn hắn đi làm. Sau khi lão giả áo đen kia rời khỏi, Lăng Phi liền không thể chờ đợi được nói, tiếu đệ ngươi, ngươi làm là như vậy có phải quá lỗ mãng không? một tên bán thủy thần khác gọi là lan kỳ phụ họa nói lăng thần sư chúng ta tới đây đã không có đường lui rồi nếu ba vị trí tôn trướng mắt vậy chúng ta chẳng phải sẽ sớm xéo đi sao tuy nói bọn hắn có thể sớm tới đây là vinh quang lớn lao nhưng nếu lăng tiếu chỉ là thần dược sư bình thường thì chỉ sợ sẽ biến thành trò cười mất hắn còn nói ra lời hung hăng càn quấy cùng vọng như vậy khiến người không có hào cảm gì cả lăng tiếu cười nhạt nói yên tâm đi ta biết rõ nên làm như thế nào bọn hắn sẽ không để cho ta xéo đi đâu Ta chỉ sợ bọn hắn đến lúc đó sẽ bắt ta phải lưu lại thôi." Trong mắt Lăng Tiếu hiện lên thần mang tự tin, trong nội tâm không có nửa điểm lo lắng. Sau khi bọn người Lăng Tiếu vào nơi này, một ít người không quen nhìn bọn hắn sẽ sớm tới gây phiền toái thôi. "Ngươi nói cái gì? Yên sư muội dẫn theo mấy người trở về, trong đó có một người chính là thần dược sư, chưa đến trăm tuổi của Thiên Long môn kia sao?" Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên trong một gian phong xa xỉ. Nói chuyện là một gã nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn chỉ hơn 30 tướng mạo hắn có lẽ không thể nói là anh tuấn nhưng lại thắng ở đủ lãnh khốc kiên nghị mang đến cho người một loại phong phạm thập phần trầm ổn rộng lượng nam tử này một bộ áo choàng luyện dược sư ra thân trước ngực cũng treo một quả huy chương quanh thân tản ra một cổ thanh diễm như ẩn như hiện đôi mắt sáng ngời hữu thần kia tản ra thanh diễm nhàn nhạt lộ ra thập phần bức nhân đang ở một bên nói chuyện với hắn chính là một nữ tử mỹ mạo ăn mặc bạo lộ cô gái này có thân phận võ giả một bộ nhuyễn vệ giáp bó sát người khiến dáng người ngạo nhân của nàng được phát huy vô cùng tinh tế, hai đoạn phấn ngó sen bạo lộ ra, da thịt trong trắng lộ hồng thập phần mà mê người, ánh mắt nàng mang theo xuân y khiến người có một loại xúc động nguyên thủy. Nữ nhân này gọi Sầm Xuân Hoa, là người của Dược Minh Công Hội, nhưng nàng lại không phải luyện dược sư, chỉ là người mới vào thần vương, đi theo bên người thần dược sư, tên là Miêu Thanh Dược này xem như là một trong các nữ nhân của hắn. Trong Dược Minh Công Hội tự nhiên không phải toàn bộ đều là luyện dược sư rồi, cũng có một phần chuyên võ học, chỉ có cả hai hỗ trợ tương thừa mới có cục diện thịnh thế như ngày hôm nay được. Sầm Xuân Hoa kề sát người Miêu Thanh Dược, bộ ngực no đủ kia đè xuống bờ vai của hắn òn ẻn nói, cũng không phải sao, nghe nói thần dược sư gọi là Lăng Tiếu kia cũng không tệ a, à. hắn còn là Thiên Thần Vương của Thiên Long môn, ở ngoài thành trấn nhiếp không ít thần dược sư, sau đó Yên sư muội liền gọi hắn vào điện thành để nghỉ ngơi, thái độ vô cùng tốt. Sầm Xuân Hoa tự nhiên biết rõ ý trung nhân của Miêu Thanh Dược là Yên Điệp Kiều, Nàng trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một nữ nhân có cũng được mà không có, cũng không sao thôi. Nàng không cam lòng, nàng toàn tâm toàn ý đối với hắn, hắn rõ ràng một mực nhớ kỹ nữ nhân kia. Hiện giờ đã có cơ hội châm ngòi ly gián, nàng sao có thể không bắt lấy được? Chỉ cần. Hắn cắt đứt ý niệm với Yên Điệp Kiều, hắn còn không phải là của nàng sao? Miêu Thanh Dược thần sắc bỗng nhúc nhích, hắn bất động thanh sắc nói, cái này cũng không lạ gì cả, nàng không phải mang ba gã thần dược sư chưa đến ngàn tuổi vào điện thành sao? nhiều thêm hắn cũng không có gì à. Điều này cũng đúng, bất quá. Lần này chính là chuyện liên quan đến trung thân đại sự của sư muội A. À. Nghe nói ai đoạt được thủ lĩnh vị, mấy vị dược lão sẽ tuyển hắn làm rể, mà lăng tiếu nàng càng có ưu thế hơn những người khác, bởi vì hắn đưa ra yêu cầu muốn đích thân bái phỏng ba vị dược lão, có thể thấy người này cực kỳ tự tin A. À. Sầm Xuân Hoa nói ra, tiếp theo nàng vẫn không quên nói một tiếng, ta cảm thấy miêu sư huynh ngươi và yên sư muội mới là một đôi trời đất tạo nên. Những người kia có là gì chứ? Miêu Thanh Dược thực sự không phải là lăng đầu thanh, hắn nghe Sầm Xuân Hoa xong quả thật không thoải mái, nhưng cũng biết nữ nhân này đang khích bác ly gián, khiến hắn hết hy vọng với tiểu sư muội chỉ là nàng cũng quá coi thường trí tuệ của hắn rồi. Đôi mắt như thanh rượu nhìn về phía Sầm Xuân Hoa, hắn một tay ôm lấy nữ nhân trong ngực, bàn tay lớn hung hăng chụp lấy bộ ngực đầy đạn kia, dùng sức bóp lấy. A! À, Miêu Thanh Dược thập phần dùng sức, đau đến mức khiến Sầm Xuân Hoa nhịn không được nhẹ kêu lên đôi mắt dễ thương càng nhiều thêm xuân ý. Miêu sư huynh ngươi vì tiểu yêu tinh kia không đáng, chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy ta đối với ngươi càng thêm hết lòng sao? Sầm xuân hoa thử cơ thổi gió nói. Theo nàng thấy thì chỉ cần dụ dỗ được vị sư huynh này, về sau địa vị của mình sẽ tăng lên rất nhanh. Miêu thanh dược biết rõ sầm xuân hoa là một nữ nhân bợ đít nịnh bợ, nhưng hắn cũng không ngại chơi đùa. Cởi thần giáp ra cho ta. Miêu thanh dược sâu kín nói với sầm xuân hoa sầm xuân hoa đôi mắt dễ thương nhộn nhạo nói sư huynh ngươi thực gấp bất quá ta thích sầm xuân hoa thân thể nhẹ nhàng xoay chuyển bộ thần giáp kia lập tức biến mất khỏi người chỉ còn lại một kiện nội y mỏng như cánh ve nơi no đủ kia như ẩn như hiện thập phần đáng chú ý khiến người máu huyết sôi trào không ngớt sư huynh hảo hảo yêu ta sầm xuân hoa như xà quấn tới miêu thanh dược òn ẻn nói miêu thanh dược nhẹ nuốt nước miếng hắn hung hăng đặt nàng dưới háng thỏa thích tàn phá lấy khiến nữ nhân này kêu rên liên tục Miêu Thanh Dược lúc chinh chiến vẫn nắm chặt bộ ngực kia nói, muốn làm nữ nhân của ta cũng được, nhưng ngàn vạn đừng coi mọi người là kẻ đờ. Yên sư muội ta đã định rồi, thức thời thì làm tiểu tỳ cho ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Sầm Xuân Hoa đã lâm vào thỏa mãn vô hạn rồi, sao có thể để lời của Miêu Thanh Dược vào tai chứ? Ta, ta đã biết, dùng sức, úc, ta muốn chết. Lăng Tiếu và đám người Lăng Phi đều đứng ở trong phòng, cũng không đi loạn. Tuy nói Điện Thành cũng không có quá nhiều cấm địa, nhưng giờ ở bên người đều là người dược minh công hội, cũng chỉ là một ít luyện dược sư bình thường trao đổi với nhau, cũng không có gì hấp dẫn bọn hắn cả. Bọn hắn cảm ứng được phụ cần xương phòng bọn hắn được an trí cũng có người ở, rất hiển nhiên cũng là người được tiếp đến đây sớm rồi. Lăng tiếu trong lòng thầm nói, xem ra đãi ngộ đặc thù cũng không chỉ có mình bổn cung A. chương 2118, bổn cung kiên quyết sẽ không bán đứng nhan sắc đâu. 2. Ngay khi bọn hắn vừa dàn xếp không bao lâu, bên ngoài cửa phòng của bọn hắn đã vang lên tiếng gõ cửa rồn rập mở cửa nhanh mở cửa nhanh một đạo thanh âm hung hăng càn quấy vang lên ngoài cửa bọn người lăng tiếu lăng phi thần sắc trở nên có chút bất mãn lăng tiếu thầm mắng một tiếng hẳn đây là đạo đại khách của dược minh công hội sao bọn hắn nổi giận đùng đùng đi tới mở cửa ra chỉ thấy một gã nam tử đầu chọc đầu chỉ còn lại một đầu bím tóc đang gõ cửa trên mặt tràn đầy ý khinh thường có việc gì lăng phi lạnh lùng nhìn người kia quát Hắn nhìn ra được người này không phải là người dược minh công hội, cũng không phải bồi bàn được an bài cho bọn hắn. Các ngươi là người của thiên long môn sao. Khương huyễn thần dược sư của chúng ta mời các ngươi qua gặp mặt. Người kia coi rẻ nhìn Lăng Phi nói. Khương huyễn thần dược sư là ai? Lăng Phi cho dù bất mãn với thái độ của người kia, nhưng vẫn nhẫn nại tính tình hỏi. Hắn sợ thần dược sư này là người của dược minh công hội, cũng không thể tùy tiện có thể được tội được. Bím tóc lộ ra vẻ hết sức bất mãn nói. Chúng ta là người Ma Hổ Tông, Khương Huyễn Thần Dược Sư, là thần dược sư xuất sắc trẻ tuổi nhất trong 10 vạn năm qua của Ma Hổ Tông, hôm nay vẫn chưa tới 500 tuổi, cũng chính là vị hôn phu tương lai của Yên Điệp Kiều thần nữ, chẳng lẽ không đáng để các ngươi đi gặp sao? Bím tóc thần sắc thập phần mà ngạo nghễ, phảng phất như hắn là chủ nhân ở đây vậy. Ma Hổ Tông có là gì, cút cho ta. Lăng Phi nghe xong Ma Hổ Tông, lập tức giận dữ lên, khí thế bán thủy thần lập tức tóe phát ra trực tiếp đánh bay bím tóc thần vương kia ra ngoài. Phốc, tên bím tóc kia chỉ là trung giai thần vương, căn bản là không chịu nổi một kích. Loại mặt hàng này cũng dám đến gọi rầm dĩ, thật sự là không biết tốt xấu. Lăng Phi lập tức đóng cửa lại khinh thường nói, Kim tộc và Ma hổ tộc chính là đối đầu, hai tộc oán hận chất chứa đã lâu, mà Thiên Long môn và Ma hổ tông tự nhiên cũng là thế bất lưỡng lập. Tên bím tóc này dám ở trước mặt Lăng Phi nói chuyện như vậy, quả thực là muốn chết. Các ngươi có biết hương Huyễn này là người nào không? Lăng Tiếu đã đã nghe được lời của tên bím tóc kia, lúc này hỏi mọi người. Lăng Phi lắc đầu tỏ vẻ không biết, ngược lại Lan Kỳ nói, Khương Huyễn này vốn chỉ là chi thứ đệ tử của ma hổ tộc, nhưng là hắn lại có thiên phú luyện đan cực cao, vào vài chục năm trước đã thành tựu thần dược sư, lúc ấy hắn mới chỉ hơn 400 tuổi, hơn nữa hắn còn là trung giai thần vương, được coi là nhân vật cực kỳ có hy vọng trở thành vị trí tôn. Kế tiếp ở thiên hổ địa vực, hắn lúc này hắn cũng giống Lăng Tiếu ngươi, đến đây để tham gia luyện đan đại hội A thì ra là thế, khó trách hung hăng càn quấy như thế, dám đến trên đầu thiên long môn chúng ta làm mưa làm gió. Lăng tiếu chợt nói, nghe nói đám khương huyễn này được yên điệp kiều thần dược sư mang đến, nghe nói luyện đan đại hội lần này còn có chút nội tình, đó là tam đại trí tôn dược thần muốn từ trong các thần dược sư, trẻ tuổi chọn ra một vị xuất sắc nhất làm vi hôn phu, cho yên điệp kiều thần dược sư, mà vị khương huyễn này chính là muốn thừa dịp cơ hội lần này đoạt thần nữ vào tay, khiến ma hổ tộc bọn hắn liên thủ với dược minh công hội mưu toan xưng bá thiên vực. Lan Kỳ hiển nhiên hiểu rõ không ít chuyện lần nữa giải thích nói. Ha ha, khẩu vị thật lớn, cũng không sợ nó bể bụng sao. Lăng Phi cười lạnh nói, dừng chút hắn nói với Lăng Tiếu. Lão đệ, người dứt khoát xuất mã, cu yên điệp kiều tới tay là được rồi. Nếu như kim tộc chúng ta liên minh với dược minh công hội, nhất định có thể dọa cho ma hổ tộc kia tè đái. Trên chán Lăng Tiếu lộ ra vài vệt đen nói, bổn cung kiên quyết sẽ không bán đứng nhan sắc đâu. Lời này nếu để những người quen biết hắn nghe được, đều sẽ hung hăng khinh bỉ tên này một phen. Ngươi không bắn đứng nhan sắc sao lại có nhiều lão bà như vậy chứ? Thật là. Ai biết lời này vừa ra, Lan Kỳ cũng đồng ý nói. Đúng vậy, dùng thực lực và mị lực của lăng tiếu thần sư, ta nghĩ Yên Điệp Kiều sẽ rất hứng thú với ngươi đấy. Hai người khác cũng nhao nhao cười nhạt gật đầu phụ họa. Bọn hắn biết rõ tiêu chuẩn luyện đan của lăng tiếu đã vượt qua thủ tịch thần dược sư, trong tông rồi muốn hắn trổ hết tài năng trong những thần dược sư trẻ tuổi này cũng không khó gì cả khoan hãy nói lăng tiếu cũng cảm thấy kiến nghị này của lăng phi cũng coi như không tệ nữ nhân này hậu trường rất lớn a à? hơn nữa nhìn từ ngoài tuyệt đối là một vưu vật cưới được nàng cũng coi như tài sắc kiêm thu a à? đây tuyệt đối là mộng tưởng của bất kỳ một nam nhân nào bất quá lăng tiếu cũng chỉ nghĩ thế thôi nữ nhân của hắn quá nhiều rồi cũng không thể lại tăng nữa bằng không thật không biết nên xử lý thế nào mới tốt nữa Huống chi đợi sau khi hắn thành tựu trí tôn dược thần, muốn người nào còn không phải dễ dàng sao? Không nhất định phải bán đứng nhan sắc của mình, hy sinh hạnh phúc bản thân đổi lấy tất cả a. À. Lăng Tiếu cảm thấy nhất định phải thủ vững lập trường của mình, dù nữ nhân này có theo đuổi ngược lại hắn cũng vậy, tuyệt đối không thể đơn giản phá vỡ nguyên tắc được. Ngay khi mấy người đang tự thoại, ngoài cửa lại lần nữa vang lên tiếng gõ cửa rồn rập. Người Thiên Long môn lăn ra đây, rõ ràng dám làm bị thương người Ma Hổ tông chúng ta, thật sự là chán sống một đạo thanh âm gào thét vang lên ngoài cửa tên hề đến thăm rồi lăng phi cười lạnh một tiếng lập tức đứng người lên đi tới nơi cửa kéo cửa ra lăng tiếu cùng ba người khác cũng đi ra ngoài bọn hắn thật sự không tin đối phương dám nháo sự ở chỗ này đi tới ngoài cửa chỉ thấy đối phương tổng cộng đến tám người tên bím tóc vừa rồi bị đánh thương cũng ở trong đó đôi mắt oán động kia nhìn chằm chằm vào lăng phi hung ác hận không thể nuốt sống lăng phi tám người này rõ ràng có năm người cũng có thực lực bán thủy thần ba người khác lại là cảnh giới thần vương, bọn hắn chính là người của Ma Hổ Tông. Ở trung tâm tám người này là một người trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn bất phàm, hai đầu lông mày lộ ra một cổ sát khí đậm đặc, mắt hổ chớp động vẻ kiêu căng, một bộ áo choáng luyện dược sư gia thân, thần huy chương cài trước ngực, đầu đeo một cái hổ hình cô khiến hắn tăng thêm vài phần khí thế. Hắn chính là thần dược sư kiệt xuất nhất Ma Hổ Tông, Khương Huyễn, hôm nay mới chỉ gần 500 tuổi, vào mấy chục năm trước hắn đã là thần dược sư rồi, hơn nữa hắn còn có cảnh giới trung giai thần vương. Gõ cái gì mà gõ, muốn chết a? À? Lăng Phi rất là không khách khí trừng mắt quát đám người trước mắt. Hắn đã biết rõ đối phương lai giả bất thiện đương nhiên cũng không cần thái độ gì tốt rồi. Chương 2119, khiêu khích của Ma Hổ Tông, 1. Khẩu khí thật lớn, đừng quên ở đây không phải là Thiên Long môn các ngươi. Bán thủy thần cường đại nhất Ma Hổ Tông khương đồ đáp. Hắc hắc, ngươi cũng biết đây không phải là Thiên Long môn chúng ta đây chứ, nhưng đây cũng không phải là Ma Hổ Tông các ngươi, ở địa bàn người khác vẫn nên bớt thể hiện đi thì hơn, miễn cho tổn hại mặt mũi chủ nhân người ta, đến lúc đó chịu thiệt cũng không phải chúng ta đâu. Lăng Phi không sợ hãi cười lạnh nói. Lăng Phi lời này vừa ra, khí diễm bên ma hổ tông quả nhiên giảm không ít, nhưng cũng không thể khiến bọn hắn thối lui. Khương Nguyễn mở miệng nói, tên nào là Lăng Tiếu, đi ra để bản thần dược sư xem thử, có phải thật sự là thiên phú dị bẩm, không đến trăm tuổi đã là thần dược sư hay không, chật chật. Dù có luyện đan từ lúc trong bụng mẹ cũng không có bổn sự thế này a. À. Khương Huyễn vẫn luôn là một người rất kiêu ngạo, hắn mặc dù không kế thừa huyết thống chính thức của Ma Hổ tộc, nhưng từ nhỏ đã đạt được cơ duyên nghịch thiên, trên luyện đan nhất đạo có biểu hiện kinh người, khiến tài nguyên tu luyện hắn đạt được không hề thua thành viên dòng chính, thậm chí còn nhiều hơn không ít. Vốn hắn cảm giác mình đã là thần dược sư trẻ tuổi nhất đương thời rồi, tuy nhiên lại nghe được tê dòng Dược Minh công hội, còn có hai người cũng xuất sắc như hắn, theo thứ tự là Miêu Thanh Dược và Yên Điệp Kiều trong đó Miêu Thanh Dược không khác hắn lắm, mà Yên Điệp Kiều lại còn trẻ tuổi hơn bọn hắn nhiều lắm. Cho nên, mà hổ tộc bọn hắn liền định ra kế hoạch móc nối thông ra, ý đồ để Khương Huyễn của Yên Điệp Kiều tới tay, coi như là quần anh tụ hội rồi. Nhưng luyện đan đại hội lần này chính là một lần sơ thí tuyển rể cho Yên Điệp Kiều. Tin tức này cũng chỉ có một ít nội môn trưởng lão Dược Minh công hội mới biết được, những người khác không rõ ràng lắm. Khương Huyễn đối với vị trí thủ lĩnh luyện đan đại hội lần này đã là Thế bắt buộc rồi, hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào cả. Nhưng vừa rồi hắn rõ ràng nghe được tin tức, Yên Điệp Kiều tự mình đi đón Thần Dược sư Thiên Long Môn vào điện thành, khiến trong lòng hắn cực kỳ không thoải mái. Kỳ thật cho dù người Thiên Long Môn có được sớm tiếp đến đây hắn cũng cảm thấy không có gì. Thế nhưng hắn cảm thấy thần nữ như Yên Điệp Kiều, sao có thể tự hạ mình đi đón người như thế được, chỉ cần phái những người khác ra đón là được rồi. Lúc hắn tới đây cũng không có được vinh hạnh đặc biệt như thế mà thần dược sư của thiên long môn đối thủ một mất một còn với ma hổ tông bọn họ lại có đãi ngộ như vậy hắn không thể không đố kỵ ngươi không có bản lĩnh không có nghĩa là người khác không có bản lĩnh các ngươi từ chỗ nào thì về chỗ nấy đi đừng ở chỗ này gọi bậy như con ruồi thế làm phiền người khác tĩnh dưỡng lăng tiếu không chút khách khi nói người ma hổ tông nghe xong lời lăng tiếu nói thần sắc đều trở nên âm trầm miệng lưỡi bén nhọn ngươi có lẽ chính là lăng tiếu rồi không biết trình độ luyện đan của ngươi thế nào có bản lĩnh thì giờ chúng ta so thử, ai thua thì mau chóng cút ra ngoài, cũng không cần tham gia luyện đan đại hội nữa, ngươi cảm thấy thế nào hả? Khương Huyễn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu nói. Nếu như nói thiên phú Lăng Tiếu khiến hắn đố kỵ, vậy thì lúc hắn trông thấy khuôn mặt như muốn giết chết nữ nhân của Lăng Tiếu, lại càng đố kỵ thêm không ít thử. Nghĩ xem có nữ nhân nào mà không thích nam nhân vừa có bản lĩnh, vừa anh Tuấn chứ. Cho nên, Khương Huyễn vô luận như thế nào cũng không hy vọng Lăng Tiếu tiếp tục ở chỗ này, hư mất chuyện tốt của hắn nói thực ra ngươi không có tư cách khiêu chiến ta lăng tiếu không chút khách khí đáp ngươi tốt tốt lúc đến luyện đan đại hội ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là luyện đan chi thuật khương nguyễn thấy lăng tiếu không bị hắn khích tướng còn cuồng ngôn liền nói vừa rồi các ngươi tổn thương người của chúng ta thì tính thế nào đây chúng ta cũng không tổn thương hắn hẳn là hắn không cẩn thận té bị thương a lăng phi vừa định ứng lời thì lăng tiếu đã mở miệng cút đi rõ ràng vừa rồi hắn đả thương ta giờ lại trợn mắt nói lời bịa đặt tên bím tóc kia chỉ vào lăng phi quát ngươi có chứng cớ gì chứng minh không lăng tiếu hỏi ngược lại cái này cần gì chứng cớ bím tóc đáp ngươi người này thật khờ chúng ta một mực ngồi trong phòng sao lại làm ngươi bị thương được chẳng lẽ là tự ngươi tìm tới tận cửa muốn ăn đòn sao thật sự là có bệnh người ma hổ tông các ngươi đều có bệnh không có việc gì thì mau cút đi đương nhiên muốn khai chiến ở đây cũng được chỉ cần các ngươi chịu trách nhiệm với chủ nhân thì ta không có vấn đề gì Lăng Tiếu không chút khách khí phê phán tên bím tóc và người ma hổ tông. Bàn về khẩu tài, Lăng Tiếu cách những người này thật sự xa lắm. Thật đáng giận, ta làm thịt ngươi. Một gã bán thủy thần của ma hổ tông chịu không nổi nữa, hắn nộ quát một tiếng, muốn ra tay đối với bọn người Lăng Tiếu. Thế nhưng hắn lại bị Khương Đồ ở cạnh đè tay lại nói, đừng xúc động, bọn họ đang muốn chúng ta động thủ ở đây mới cố ý chọc giận chúng ta như vậy, bọn hắn thì hợp lý, chúng ta lại phiền toái. Dừng chút hắn nhìn mấy người lăng tiếu nói, chính miệng lưỡi lợi hại thì làm được gì, không bằng sớm tỷ thí luyện đan một trận, ngươi và Khương Huyễn thần sư nhà ta cùng một chỗ tỷ thí, lại thỉnh người trong điện thành đi ra đánh giá, ai thua thì mau chóng cút khỏi thành, các ngươi cảm thấy thế nào hả? Khương Huyễn lập tức cười lạnh nói, đúng vậy, ai thua thì mau cút ra ngoài, không biết bọn hèn nhát Thiên Long môn các ngươi có đảm lượng này hay không đây. Trong các thiên tài thần dược sư sớm được mời đến điện thành thì Khương Huyễn cảm thấy cực kỳ có lực uy hiếp chính là Lăng Tiếu thoạt nhìn chỉ chừng trăm tuổi đã là thần dược sư, tiền cảnh tương lai có thể nghĩ. Nếu là thật được tam đại trí tôn dược minh công hội coi trọng, vậy kế hoạch của ma hổ tộc bọn họ không thể nghi ngờ sẽ hoàn toàn thất bại rồi. Đây không phải là cục diện bọn hắn muốn thấy, bọn hắn phải sớm làm ra chuẩn bị, ngăn chặn vấn đề này xảy ra. Vì vậy bọn hắn mới muốn khiến lăng tiếu sớm bị knock out, quả nhiên là giỏi tính toán. Bất quá, cái này cũng nói rõ Khương Huyễn, đối với thực lực luyện đan của mình phi thường có lòng tin, bằng không cũng sẽ không nói như vậy lăng tiếu còn chưa kịp nói chuyện lăng phi đã ở một bên lớn tiếng nói so thì so cứ như các ngươi nói ai thua thì mau cút hy vọng các ngươi đừng đến lúc đó đừng có khóc muốn cầu lưu lại đấy thiên long môn và ma hổ tông thế bất lưỡng lập đối phương đã nói như vậy rồi lăng phi đương nhiên không nhịn nổi huống hồ hắn cũng tin tưởng lăng tiếu sẽ không khiến hắn thất vọng lăng tiếu lại thầm nói ngũ ca tính tình quá nóng này dễ dàng tức giận như vậy xa vào bảy đối phương mất rồi chương 2120, khiêu khích của ma hổ tông. 2. Tuy rằng Lăng Tiếu Minh đối với mình rất có tự tin, nhưng đối phương đã dám đưa ra yêu cầu như vậy, không cần phải nói hẳn là rất tự tin, hắn không thể không cẩn thận. Bất quá, Lăng Phi đã nói ra khỏi miệng, hắn còn nói được gì nữa, huống chi đối phương cũng lập tức phong bế đường lui của bọn hắn. Tốt, chúng ta lập tức nhờ thần dược sư của dược minh công hội làm bình phán, hai người chúng ta công khai luyện đan, bất luận thủ đoạn gì, chỉ cần có thể luyện ra thần đan là được, sau đó lại so sánh xem ai luyện đan tốt hơn. Khương Huyễn sảng khoái mà đáp, trong mắt hắn lộ ra nụ cười nhạt lạnh lùng, hắn phảng phất như đã thấy được ánh dạng đông thắng lợi vậy. Bọn người Lăng Tiếu, Lăng Phi cũng nghe ra ý trong lời của Khương Huyễn, một câu bất luận thủ đoạn gì, kia, nhất định là ẩn chứa âm mưu gì đó a. À? Lan Kỳ ở một bên nhắc nhở Lăng Tiếu, nhất định phải cẩn thận, mà hổ tộc rất giỏi ám chiêu. Lăng Tiếu nhìn ra được Khương Huyễn chỉ có thực lực trung giai thần vương. Dùng độ tuổi của hắn có thực lực như vậy quả thật rất không tệ rồi, nhưng hắn lại là một gã đỉnh phong thần vương hàng thật giá thật, chơi ám chiêu với hắn, Khương Huyễn tựa hồ không có tư cách. Hơn nữa, chỉ cần hắn muốn chơi, Khương Huyễn này sao có thể địch nổi chứ tốt, hiện giờ lập tức bắt đầu, chúng ta chỉ luyện một lò thần đan, bất luận thủ đoạn gì, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Lăng Tiếu xẹt qua nụ cười nhạt nói, ha ha, có đảm lượng, ta sẽ phái người đi nói rõ với Dược Minh Công Hội, để bọn hắn phái người đảm đương bình phán. Khương Huyễn thập phần cuồng ngạo cười nói, ngay sau đó, bọn hắn trước tiên về tới chỗ của mình, đồng thời phái người đi tìm người dược minh công hội đến. Sau khi bọn hắn về chỗ ở, Khương Đồ lập tức trầm giọng nói với Khương Huyễn, "Khương Huyễn, ngươi phải cẩn thận một chút, Lăng Tiếu kia lại có thực lực đỉnh phong thần vương." "Cái gì? Hắn là đỉnh phong thần vương? Có thể nhìn lầm hay không?" Khương Huyễn giật mình nói, "Tuyệt đối không có, ta hoài nghi hắn là đoạt thể trọng tu giả, bằng không sao lại xuất sắc như thế, ngươi phải cẩn thận đấy." Khương Đồ khẳng định đáp. Nếu vậy, ta muốn dùng khống hỏa kỹ đối phó hắn khó khăn rồi. Khương Huyễn lộ ra vẻ làm khó nói, dừng thoáng một phát hắn lại nói, xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia thôi. Nói xong trong mắt hắn hiện lên lệ mang, giống như đã nguyện nhất định phải thắng vậy. Ở trong điện thành, Yên Điệp Kiều đã nhận được tin tức lăng tiếu tỉ thí sớm với Khương Huyễn. Trong mắt nàng nhộn nhào vẻ nghi hoặc nói với lão giả áo đen bên người, nếu bọn hắn đã muốn so, chúng ta đây thân là chủ nhà cũng không thể lộ ra không phóng khoáng được, ta đi làm bình phán cho bọn hắn, thuận tiện thần tài bọn hắn luyện đan do công hội chúng ta cung cấp, thần đan luyện ra sẽ thuộc về bọn hắn. Lão giả áo đen kia tên là Hà Duy, một trong các hộ pháp trưởng lão của Yên Điệp Kiều Hà Duy, đưa ra ý kiến phản đối nói: "Tiểu thư, nếu để bọn họ như vậy, chỉ sợ đại hội của chúng ta còn chưa bắt đầu đã có không ít người sớm rời đi, cái này đối với công hội chúng ta ảnh hưởng không tốt đâu." "Không có việc gì, dù sao sớm muộn cũng phải có người bị đào thải." để bọn hắn sớm giải quyết tốt ân oán mới không ảnh hưởng đến tiến trình đại hội huống hồ ta cũng muốn xem bọn hắn có tư cách sớm gặp mặt ba vị sư phó hay không yên điệp kiều đáp lăng tiếu và khương nguyễn tỷ thí cũng không gây ra quá nhiều sóng gió trong điện thành hiện giờ luyện đan đại hội còn chưa bắt đầu bọn hắn tự mình làm chủ như vậy được dược minh công hội ủng hộ cũng đã không tệ rồi sao có thể tuyên dương bốn phía chứ? cho nên người thiên long môn và ma hổ tông được dẫn đến một chỗ luyện đan để nhân mã hai bên giải quyết ân oán cá nhân trước, do Yên Điệp Kiều đảm đương bình phán. Chỉ là tin tức này không biết sao lại chuyến đến tai sư huynh nàng Miêu Thanh Dược, Miêu Thanh Dược rõ ràng cũng muốn đảm đương bình phán. Đối với chuyện này Yên Điệp Kiều không có biện pháp phản đối, dù sao đó cũng là sư huynh của nàng. Trong một nơi luyện đan độc lập bị cấm chế bao lấy, có vài chỗ đài cao đứng sừng sững, nơi này có mùi thuốc phi thường đậm đặc, rất hiển nhiên đây là nơi thần dược sư của Dược Minh Công hội bình thường vẫn dùng để luyện đan hai vị thần sư muốn sớm phân ra cao thấp, đây vốn đã phá hư quy củ, nhưng hai vị yêu cầu mãnh liệt như vậy, chúng ta đành phải tận lực thỏa mãn hai vị. Bất quá ta vẫn cảm thấy hai vị dĩ hòa vi quý thì tốt hơn, mặc kệ ai thắng ai thua cũng không thể tổn thương hỏa khí. Miêu Thanh Dực rất có phong phạm nói với Lăng Tiếu và Khương Huyễn ở trên đài cao. Miêu Thanh Dực trên mặt sạch qua dáng cười thong dong bình tĩnh, hắn rất thích ý nhìn hai đám nhân mã này chó cắn chó. Như vậy có thể giảm bớt cho hắn một đối thủ rồi. Yên Điệp Kiều vẫn mang mạng che mặt, đôi mắt dễ thương nhẹ nháy khẽ mở đôi môi nói, đan dược hai vị thần sư cần tê luyện chế do công hội chúng ta phụ trách, hơn nữa ta đã nói với ới ba vị dược lão, ai thắng liền có thể tiếp thỉnh cầu bái phỏng của người đó. Tốt, hôm nay ta sẽ để ba vị dược lão, và thần nữ biết rõ luyện đan chi thuật của Khương Nguyễn ta. Khương Nguyễn tin tưởng mười phần nói, lăng tiếu lại lộ vẻ thong dong, phẳng phất thời khắc đều treo nụ cười nhạt, không cảm thấy chút khẩn trương nào cả hắn trong lòng thầm nói có thủ đoạn gì cứ sổ ra hết đi, đến lúc đó ngươi sẽ phải khóc thôi. Cuối cùng, hai người quyết định đều là tinh luyện thần vương đan, đây chính là đan dược độ khó cao mà thần dược sư tân tấn cũng khó mà luyện thành. Lăng tiếu luyện chế thần đan gì cũng không sao cả, dùng năng lực của hắn đều dễ như trở bàn tay. Yên Điệp Kiều sai người an bài mỗi người một phần thần tài, ứng yêu cầu của bọn hắn một lò thần đan định thắng bại. Hắc hắc, hiện giờ nhận thua còn kịp, bằng không ngươi thất bại sẽ rất khó coi. Khương Nguyễn khiêu khích cười nói. Lăng Tiếu cười nhạt nói, nếu ngươi đã có lòng tin như vậy, không bằng chúng ta tăng thêm chút ít tặng thưởng, ngươi nghĩ sao hả? Khương Nguyễn ánh mắt nhảy lên, hắn ngược lại không nghĩ tới đối phương rõ ràng cũng có lòng tin như vậy, chỉ là hắn lại cho rằng Lăng Tiếu chỉ đang phô trương thanh thế thôi hù ta à, muốn thêm tặng thưởng gì, bản thần sư đều tùy ngươi. Khương Nguyễn đáp, Lăng Tiếu xẹt qua nụ cười lạnh nói, tốt, ta sẽ thêm chút ít tặng thưởng, không nhiều lắm đâu, chỉ cần hai. Hai tỷ thần tinh cộng thêm 500 gốc thần thảo là được rồi. Dứt lời, trước mắt Lăng Tiếu hiện lên một đống thần tinh và một đám thần thảo, tiếp theo hắn cất tất cả vào trong một không gian giới. Hắn giơ không gian giới lên nói, chút tặng thưởng nhỏ ấy, tin tưởng Khương thần sư ngươi có thể lấy ra được, ta nơi này còn có vài khỏa kim long quả đấy, ta hy vọng trong những tặng thưởng của ngươi cho thêm đặc sản ma hổ sát đằng của ma hổ tộc thì tốt hơn, dù sao ta không ngại đâu.